Tôi ở đây nè, tôi ở đây nè, la lên rồi đó, nghe không? Tôi ở đây nè. Nhỏ hay là lớn hả? Then go fight the evil. Evil nhỏ xíu hả? Sao hôm nay sáng ngủ dậy không được khỏe vậy nè? Không được khỏe vậy nè. Các anh chị có tiền lẻ không? Hả? Các anh chị có tiền lẻ không? Nốt cái mic kia luôn hả? Ý nói là ngậm cái mic hả? Ngậm nói còn nghe chứ nốt làm sao nói nghe được. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Đã dạy free rồi mà còn muốn giết mình luôn nữa. Muốn giết mình luôn cho chết luôn cho rồi đi. Nhỏ hả? À, làm biếng nói quýnh răng chưa hả? Không quýnh răng thì nếu mà không quýnh răng thì chết làm sao? Sáng làm gì làm mình phải quýnh răng trước nha các anh chị. Tại sao như vậy? Tại sao thường thường tối ngủ á, những cái chất dơ đồ, những chất độc ở trong mình nó tóc lên vô trên miệng á, biết không? Tóc lên trên miệng của mình á. Bởi vì người ta nói mình mà ghét ai đó, cứ đợi sáng ngủ dậy á, lại cắn nó một cái, cắn nó một cái là nó chết liền á. Cắn nó một cái là nó chết liền á. Mới nói thôi mà chưa làm mà. Cắn ngay mũi nó hả? Cắn ngay mũi nó hả? Trời đất ơi, trời lạnh. Alexander là Úc Lì phải không? Hả? Là Úc Lì phải không? Nói chuyện sao giống Úc Lì nói vậy? Hả? Không phải hả? Mà hỏi thiệt nè, bây giờ lớn đủ chưa? Hả? Hỏi thiệt nè, bây giờ lớn đủ chưa? Ai mới giật mai của bổn cô nương vậy? Khai mau. Ai mới giật cô nương vậy? Hả? Khai lẹ lên. Chính là đệ tử. Phải nói chính là ta đây, chính là thủ phạm đây. Let's see. Ok rồi, để xét thêm cái này nữa. Có cầm đâu mà chắc hả? Có cầm đâu mà chắc. Biến quá. Sáng ngủ dậy cái gì nó cũng nhỏ, cái gì nó cũng yếu đúng không? Tiếng thì nhỏ, tay chân thì yếu. Cầm cái microphone của Timmy biết không, nó nhẹ xíu à. Các anh chị có tin không, nó nhỏ xíu, nó nhẹ xíu thôi á. Nhẹ xíu à. Vậy mà cũng cầm không nổi nữa đó.
Rồi mình muốn ở ngoài phòng không nghe đấy, biết không? Đố các anh chị, mình làm sao để ở ngoài, mình đóng cửa rồi mà ở ngoài cũng nghe như thường á, thì mình phải làm sao cho ở ngoài không nghe? Mình lấy khăn á, mình lấy hai cái khăn á, mình chận lại, mình nhét ở phía dưới á, mình nhét ở phía dưới á. Không nói hả? Không nói thì nó không nghe hả? Đừng nhớ tới anh. Nhét cái gì vô túi hả? Thôi đi, đừng có nói nhỏ hoài nha, lớn dữ lắm rồi đó. Lớn dữ lắm rồi đó. Nhỏ thiệt hả? Ghét quá. Hello cậu ấm. Cậu ấm thì chắc là đại gia quá. Cậu ấm thì chắc đại gia quá. Đại là bự, gia là nhà, là cái nhà bự. Ok, let's start các anh chị. Nãy giờ breaking the ice rồi nha. Sao bỏ tiểu mi thiếu nợ các anh chị hả? Bỏ tiểu mi thiếu nợ các anh chị hả? Hả? Vừa vừa chia sẻ những cái hay mà còn phải vừa kiếm chuyện vui nói cho các anh chị nghe cười nữa. Trời đất ơi, điệu này chắc trả nợ tới già luôn cũng chưa hết nữa. Ok, hôm nay học cái gì nè? Hôm nay học cái gì nè? Hả? Ở đâu mai em gửi cái xịn sang? Thôi đi, không cần đâu. Biết không? Thật sự ra đó, cái microphone này mua ở chợ trời thiệt. Nhưng mà tỉ mì có 10 cái. Có 10 cái như vậy á, cái. Admit rồi, admit it. Phải nói là admit it rồi. Thế mới có 10 cái như vậy đó. Ok. Cái nào không thích thì dục. Cái nào không thích thì dục. Ok. Thành ra không cần, không cần. Các anh chị gửi cho cái khác đâu. Gì toàn hàng dởm, giỡn hoài. Alexander nói chuyện mắc cười quá. Mua cái khuyến mại 9 cái. Alexander khi nào mà mở business nhớ kêu Tiểu My lại mua đồ nha. Ok. Alexander. Right. Cứ mua một cái được được 9 cái vậy đó, phải không? Ha. Ok, các anh chị thôi. Mệt rồi. Đi làm hả? Có đi làm hôm nay không hả? Tiểu My đi làm từ sáng tới tối luôn đó các anh chị. Để kể cái thời khóa biểu cho nghe nè. Sáng sau 7 giờ mình lồm cồm ngồi dậy, biết không? Mình vô đây mình trả nợ 3 tiếng. 3 tiếng tới 10 giờ, phải không? Không ăn uống gì hết trơn á. Chỉ uống nước lạnh hay uống sữa thôi. Cầm hơi á, cầm hơi 3 tiếng. Xong rồi đó, mình chạy ra, mình chạy xuống lầu mình kiếm gì ăn liền, tại đói quá mà 3 tiếng không ăn uống gì hết trơn. Đấy. Chạy xuống lầu kiếm gì ăn. Ăn xong rồi cái sao mình phải nấu cơm. Không nấu cơm tối về đâu có ăn đâu, đâu có gì ăn. Mình phải nấu cơm. Nấu cơm đâu, 1 2 tiếng hay 3 tiếng gì xong rồi đó. Sao mình lên mình take a nap chút xíu, nghỉ tí xíu rồi sao mình sửa soạn mình đi dạy cho tí. 8 à, trễ nhất là 9 giờ.
Sớm nhất là 7 giờ mình về. Đó, ngày nào cũng như ngày nấy. Sao về kiếm gì ăn thì chung vô Pao Thoát, hát một hai bài, hay là nghe thiên hạ tán dốc, hay là chửi lộn. Lót vô Pao Thoát nghe thiên hạ lại như vậy đó. Ok, mình hát một hai bài trước khi mình đi ngủ, hay là mình đi dạo Pao Thoát, qua room này room kia mình chơi, coi coi người ta nói chuyện gì, mình học hỏi. Có nhiều khi nha, mình nghe người ta chửi mình cũng là học đó các anh chị. Học cách chửi lộn đằng in case, phải không? Học cách chửi lộn đằng ăn rủi mà có ai chửi mình biết chửi lại không? Ok. Yeah, đó là thời khóa biểu của Timmy mỗi ngày. Buổi sáng thì được rảnh, từ trưa tới tối thì bận, phải như vậy á. Room nào Tiểu My cũng ghé hết trơn á. Ngoại trừ room A thôi. Ok. Ngoại trừ room A thôi. Mắc cười lắm nha. Nói room A làm nhớ một chuyện. Kỳ đó Tiểu My vô một cái room biết không? Tự nhiên mình ngồi mình không có làm gì hết trơn đó. Mình innocent, mình rất là lương thiện, dễ thương, đồ này kia đủ thứ hết trơn á. Tự nhiên mình thấy mình ra ngoài đường đứng, cái mic của mình ra ngoài đường đứng không, tức thì thôi đi đó, giận thì thôi, mình đâu có làm gì đâu, tự nhiên đá mình hả? Giận quá mình nhảy vô chỗ Lợi không, nghe cái ông nội ổng lên cầm mai ổng nói chứ tôi đó nha, tôi ghét mấy cái nick tím lắm đó, nhất là con gái, đàn bà con gái mà xài nick tím. Mua nick tím chi vậy, để vô room A chơi hả, để vô room A hả? Trời đất ơi, bộ nick tím phải vô room A hả các anh chị? Mà nick tím của Tiểu My đâu phải Tiểu My mua đâu, nói quan thì thôi á. Nick tím Tiểu My là Pao Thoát nó cho chứ Tiểu My đâu có tiền đâu mà mua. Nói quan thì thôi, đã nói quan còn đá mình nữa, ghét thì thôi á. Yes, nick này Pao Thoát nó cho Tiểu My đó, các anh chị có tin không? Hả? Nó cho Tiểu My suốt đời luôn á. Ok, let me open the lesson. What? Citizen. Oh no, not citizen. English then. Nhức đầu, cái gì này? Các anh chị nào bên Mỹ sửa soạn đi làm, lái xe cẩn thận, trời lạnh. Ok, let's start. Trễ rồi. Ngày nào cũng 8 hết trơn đó. 8 gần nửa tiếng luôn. 8 gần nửa tiếng luôn á. Kệ. Mình học mình phải có cái gì vui vui. Ok. Room A hả? Cái chị không biết room A là room gì hả? Trong Pao Thoát nó có 3 loại room. Room A, room R and room G. A là adult, là người lớn. Có nghĩa là cái trong cái room đó đó mình có thể mình làm bất cứ chuyện gì, người lớn làm thì mình có thể mình làm. Ok, bất cứ chuyện gì trong room đó. Nói vậy là các anh chị hiểu rồi. Chửi thề, nói bậy, show hàng gì tùm lum trong đó hết trơn á. Và đặc biệt room đó con nít không được vô. Ok, được quyền chửi thề, được quyền làm đủ thứ chuyện trong đó, ai muốn làm gì làm trong cái room đó đó. Đó là room A. Kế đó là room R. R là restriction. Có nghĩa là nó có giới hạn. Trong cái room R đó thì mình được chửi thề, phải như vậy, nhưng mà mình không có được show, không có được ở trần ở chuồng á, là có cái gì á, không có được vậy đó biết không, không được được như vậy á, được chửi thề. Ok, và cái room R đó con nít cũng không được vô luôn. Ok, chỉ có người lớn vô thôi. Rồi cái room G là đặc biệt, là giống như cái room này vậy đó, thì con nít được vô nhưng mà phải có cha mẹ ngồi kế bên. Là room G, G là general.
Dạ, con nít được vô nhưng mà phải có cha mẹ. Con nít dưới 12 tuổi được vô nhưng mà phải có cha mẹ ngồi kế bên. Okay. Nó cái tại sao phải phân biệt như vậy? Tại vì nếu mà các anh chị mở mấy cái room, ví dụ mở cái room G mà các anh chị chiếu webcam bậy bạ thì Paltalk nó có quyền nó đóng room của các anh chị. Và một khi mà nó đóng room thì thường thường mấy cái op ở trong cái room đó sẽ bị ban, nick sẽ bị ban hết. Mặc dầu có nhiều op họ không có ở đó nhưng mà họ cũng bị ban luôn. Tại vì các op phải có trách nhiệm về cái room đó. Đó là ba cái room. Ok thôi, học nha các anh chị. Còn muốn hỏi gì nữa không? Còn muốn hỏi gì nữa không? Còn muốn hỏi gì nữa không? Yes, bắt đầu học nha. Em phá. Ok, now. Bắt đầu. Hôm nay mình học cái thì thứ bảy là past perfect tense. Let me what is speaker? Past perfect tense mình dịch là gì các anh chị? Past perfect tense là quá khứ hoàn thành phải không? Quá khứ hoàn thành. Khi mà các anh chị thấy past okay, the word perfect mean. Okay, let me post this one for you to see it. In English grammar, the word perfect means past. Whenever you see the word perfect referring to English grammar, just say past. Therefore, the past perfect means past, past. Nghĩa là gì các anh chị? Cái từ perfect ở trong cái ngữ pháp đó, nó có nghĩa là quá khứ luôn, có nghĩa là past luôn. So khi mà mình nói past perfect, có phải là past past không? Nghĩa là hai lần past phải không các anh chị? Có nghĩa là nó chỉ một cái sự việc đã xảy ra trước một cái sự việc cũng đã xảy ra, mình mới gọi là past past, right? Thành ra các anh chị nhớ cái điều này rất là dễ nhớ. Nhớ nha, thường thường mình dùng cái perfect mình phải dùng cho hai cái sự việc mới đúng. Như hôm qua Tiểu My có nói, có mention cái vấn đề này, right? Yeah, I did mention it yesterday. And khi mình dùng thì này, thường thường nó chỉ hai cái sự việc xảy ra. So this is exactly when the past perfect means the past past, right? In other words, it is an action that happened and finished before another action in the past. So cái này có nghĩa là quá khứ trong quá khứ là khá như vậy. Nói một cách khác, cái hành động nó xảy ra hay là chấm dứt trước một cái hành động khác cũng ở trong quá khứ luôn. Right? By the half blood. Ok, cho thí dụ. Suppose the train left at 9 a.m. We arrived at 9:15 a.m. So we can say when we arrived, the train had left. Ví dụ xe lửa nó rời lúc 9 giờ sáng. Chúng ta tới trạm lúc 9 giờ 15.
thì mình sẽ nói là ồ, khi mà tôi tới thì chiếc xe lửa nó đã rời đi rồi. Thì các anh chị thấy cái hành động nào xảy ra trước, hành động nào xảy ra trước? Answer me please. Hành động nào xảy ra trước? Yeah, cái chiếc xe lửa nó rời, nó đi trước phải không? Oh, hôm bữa có người đặt câu hỏi mà Tiểu My nói để khi mình học tới cái bài past past này rồi thì Tiểu My sẽ cắt nghĩa. Cái mệnh đề when clause nó xảy ra trước trong trường hợp nào các anh chị? Nó sẽ xảy ra trước trong trường hợp nào? Các anh chị thấy cái câu này, cái mệnh đề when đó là arrived phải không? Very good. Không, thật sự đó, trong trường hợp cả hai nó sẽ xảy ra cùng một lúc, đại khái như vậy đó, và trong quá khứ đơn thì nó không không nói là trong quá khứ đơn. Actually khi mà cái sự việc gần như xảy ra cùng một lúc thì mình sẽ dùng cái past tense. Thì trong lúc đó cái mệnh đề when nó sẽ xảy ra trước. Thí dụ như câu này, when I pay pay her $1. She answer my question. When she answer my question, I pay her $1. Các anh chị thấy cái này cái nào xảy ra trước? Câu thứ nhất, when I paid her $1, she answered my question. When she answered my question, I paid her $1. So cái trường hợp này, các anh chị thấy hai cái hành động nó gần như là nó xảy ra một lúc vậy đó, cùng một lượt phải không? Nhưng mà cái mệnh đề nào, cái when ở chỗ nào thì cái mệnh đề đó sẽ xảy ra trước. Ok, câu thứ nhất, trả trả tiền đi rồi mới trả lời câu hỏi. Câu thứ hai, trả lời câu hỏi đi rồi mới trả tiền. Các anh chị thấy hai cái sự việc nó khác phải không? Nhưng mà cái when chỗ nào thì cái chỗ đó phải xảy ra trước. Right? Thành ra cả hai mình dùng ở đây ở cái thì simple past. Còn cái thì mà perfect á, thì các anh chị thấy rõ ràng hai cái sự việc nó xảy ra không có cùng một lúc. Khi mà tôi tới rồi á, khi mà tôi tới thì chiếc xe nó đã đi rồi. Cái hành động chiếc xe lửa nó đã rời rồi, nó xảy ra trước. Thì gần như là nó ngược lại, các anh chị thấy không? Khi mà mình có cái perfect ở trong đó thì cái perfect ở chỗ nào thì cái hành động đó sẽ xảy ra trước, còn when ở chỗ nào thì cái hành động đó sẽ xảy ra sau. Nó ngược lại, các anh chị thấy cái điểm này nhớ nha, nó ngược lại. Nếu hai cái sự việc xảy ra không phải cùng một lúc thì cái perfect chỗ nào thì chỗ đó là xảy ra trước, còn cái when chỗ nào thì when sẽ xảy ra sau. Thế hôm bữa có người hỏi Thủy My cái câu này, sao hôm bữa cô nói when cái mệnh đề when chỗ nào thì sự việc nó xảy ra trước? Oh no, thật sự ra hai cái sự việc gần như là xảy ra cùng một lúc thì mình dùng cái simple past, và cái when chỗ nào, when clause chỗ nào thì chỗ đó sẽ xảy ra trước. Thế rồi các anh chị nắm vững, đừng có confuse nha, nhiều khi mình học nhiều quá mình bị tẩu hỏa đó. Nhưng mà với Tiểu My thì không có tẩu hỏa được đâu.
Nếu Tiểu My mà tẩu hỏa thì các anh chị cũng tẩu hỏa luôn rồi sao? Ok, đó là cái định nghĩa. Nhớ nha, past perfect có nghĩa là past, past nghĩa là chỉ hai cái sự việc xảy ra, đều ở quá khứ hết, một cái trước một cái sau. Okay. Giờ qua cái phần forming, đó là định nghĩa rồi. Bây giờ mình qua cái phần forming có nghĩa là công thức á, cách thành lập cái thể thì này á. Có câu hỏi gì các anh chị đánh số 1 liền nha. If you have any question, just bring the one. And they will call you up to the mic and ask your question then. Forming. Forming có nghĩa là công thức á. Okay, let's see. Let me không biết post ra được. Yes. So, cái công thức nó sẽ là mà chỗ này. Okay, đây là công thức. This tense is formed using two components, the verb have in the past tense and the past participle form of the verb. Động từ to have ở past tense sẽ là chữ had, right? Had. Với cái past participle là gì? Cái past participle, nếu mà của cái động từ thường, thường thường nó có ed. Và nếu mà động từ bất quy tắc, nó sẽ ở cột thứ ba, phải không các anh chị? Thí dụ nó không được. Thí dụ động từ to play. Play là động từ thường, regular verb. Thì khi mà mình forming á thì mình sẽ có I had played. Có ed. Còn nếu mà động từ bất quy tắc thì thường thường nó ở cột thứ ba. Ví dụ mình nói là ví dụ động từ to go là động từ bất quy tắc thì nó sẽ ở cột thứ ba, phải không các anh chị? Và đừng có quên là trợ động từ have, had được đó, I had gone, going, gone. Bây giờ trước nhất mình deal với cái động từ thường. Cái động từ thường mình thêm ed, nhiều khi mình thêm ed hoặc mình thêm d nữa nha các anh chị, chứ không phải lúc nào cũng ed không, hoặc là mình chỉ thêm d mà thôi. Bây giờ mình ôn lại chút xíu, mỗi lần học là một là mình đều ôn hết, mặc dù chuẩn bị biết các anh chị biết rồi nhưng mà ôn lại cho các anh chị nào chưa biết. Trường hợp nào mình thêm ed, trường hợp nào mình thêm d only, và trường hợp mình sometimes mình phải double cái phụ âm nữa. Trường hợp thứ nhất, when the verb ends with two consonants, khi mà động từ nó có hai phụ âm ở phía sau thì mình sẽ thêm ed. Your past participle của động từ thường. Trường hợp thứ hai, nếu mà một động từ cuối cùng là một phụ âm đứng trước là hai nguyên âm, ok, nhớ nha, hai nguyên âm thì mình chỉ thêm cũng thêm ed luôn, mình không cần double cái phụ âm đó theo luật. Ok,
theo luật mình phải double cái phụ âm, nhưng mà đứng trước nó là hai nguyên âm, thành ra mình không cần double, mình chỉ thêm ed mà thôi. Ok, rồi. Trường hợp này mình sometimes mình phải double, sometimes mình không cần double. When a multisyllable word's last syllable is not straight, even when the last syllable end with a consonant preceded by a vowel. Thì trường hợp này mình có cần double không? Không cần luôn. Có nghĩa là nếu mà một động từ nó có nhiều âm, nghĩa là mình có trên hai âm, hai hoặc là ba hoặc là bốn âm, thì chỉ khi nào mình nhấn ở cái âm cuối cùng mình mới double. Nhớ nha các anh chị. Khi nào mình nhấn âm cuối cùng mình mới double. Thí dụ như những cái động từ này. Yeah, refer. Refer thì phải double. Okay. Enter. Mình không cần double. Tại vì mình nhấn âm thứ nhất, phải không các anh chị? Enter. Instead of the first one, the first syllable I mean. Right? Hai âm kìa, tiếng mình không có nói một âm. Hai âm. Còn một âm thì theo luật. I didn't mention this rule then. Yeah, I think I missed that one. Okay, I will. Okay, trường hợp hai âm. Cái interpret. 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 Phải không các anh chị? Interpret. Cái interpret đó, interpret đó mình nhấn âm nào các anh chị? Interpret. Right? Interpret, nhấn âm 1 hả? Interpret. Nhấn âm 1 hay là nhấn âm 2? Thì mình nghĩ nhấn âm 2 thì phải, phải không? Interpret. Okay, let's prove that. Nhấn có một cái từ điển uổng quá. Cái thing right here. Yeah, it's right here. Anh chị nghe nha. Interpret. Interpret. Yeah, interpret. Nhấn âm 2 phải không? Thành ra nhấn âm 2 không phải là âm cuối cùng. Thành ra mình không cần double. Anh chị nhớ nha. Không phải thì không cần. Cứ nhớ như vậy. Không phải thì không cần. Không phải thì không cần. Nhiều khi mình phải lặp lại như két như vậy không? Nào mình nhớ tới già luôn. Không phải thì không cần. Không phải gì? Không phải nhấn âm cuối cùng. Right? Không phải thì rồi, nhớ tới già chưa? Nhớ tới già chưa? Nhớ nha, không phải thì không cần. Cứ nhớ vậy là được rồi. Không phải thì không cần. Rồi, bây giờ bây giờ yeah, để tìm đi. Rồi, bây giờ một trường hợp nữa, một trường hợp nữa. Đừng bắt tiếng mi la làng nha các anh chị, sáng sớm la làng nha. La làng không ăn uống mà còn la làng nữa rồi, khô cổ bệnh chết luôn á. When a verb ends in y preceded by a vowel. I think preceded có s. Let me correct this one right here. Có nghĩa là khi mà một động từ cuối cùng bằng chữ y đứng trước nó là một cái nguyên âm,
Thì mình cũng thêm ed mà thôi. Nhớ nha, động từ cuối cùng bằng chữ y, đứng trước nó là một nguyên âm, thì mình thêm ed mà thôi. Tại vì nó có đến hai nguyên âm là nhiều rồi, thành ra mình không có cần đổi gì hết trơn, mình chỉ theo luật chung là mình thêm ed, phải không các anh chị? Nhưng mà đặc biệt những cái động từ cuối cùng bằng chữ y nhưng mà nó đứng trước nó là một cái phụ âm thì lúc này mình phải đổi. Ok, lúc này mình phải đổi. Nó cuối cùng nó cũng bằng chữ y nhưng mà đứng trước nó là một phụ âm, thành ra nó chỉ có một nguyên âm ở phía sau thôi, là ít quá, thành ra mình phải đổi nó. Thành ra trường hợp này mình sẽ đổi chữ y thành chữ i rồi mình mới thêm ed. Thí dụ như động từ to play, các anh chị thêm làm sao cuối cùng bằng chữ y đó? Các anh chị thêm làm sao? Nó đến hai nguyên âm phía sau là chữ e và chữ y, nó là nhiều phải không các anh chị? Nhiều, thành ra mình không cần đổi nữa, mình thêm ed, right? Hay là động từ to, từ gì nào? Mở cái list ra mới được. Ví dụ như động từ bury, okay, bury cuối cùng là chữ y, cái này đổi làm sao các anh chị? Yes, có anh chị nào không có nắm vững cái vấn đề này không? Để mình lặp lại nha. Có 5 cái nguyên âm ở trong cái alphabet order. Alphabet order là mình gọi là 24 chữ cái đó. Mỹ nó có đến 26 chữ, Việt Nam thì 24 chữ. Thì trong 24 chữ cái này đó, nó có 5 5 chữ uể oải là nguyên âm. And sometimes chữ Y người ta cũng treat nó là nguyên âm luôn. Người ta coi, mình coi như là có 6 chữ đi. Ok. Thì mình sẽ coi. Ví dụ như động từ to bury. Bury. Right. Thành ra mình thấy ở phía sau nó chỉ có một nguyên âm mà thôi. Phải không? Sau cùng đó là chữ Y chỉ có một mà thôi. Một là ít quá. Mình phải làm cho nó nhiều ra. Phải không các anh chị? Thành ra mình sẽ đổi chữ Y thành chữ I, right? Rồi mình mới thêm ED, okay? Hay là động từ to fly. Fly có phải là động từ thường không? Mình đang deal với động từ thường nha. Chứ mình không có deal với động từ bất quy tắc nha các anh chị. Không có được gạt chữ mi nha, không có được thử chữ mi nha. Mình đang deal với động từ thường. Ok. Chữ mi nhớ fly, flew, flown mà, phải không? Phải không? Làm bộ nói hồi nãy ai nói là fly đó, phải không? Thử chữ mi hả? Thử coi cái cô này cổ còn nhớ không? Thử hả? Thử thua là cái chắc rồi. Tại vì tiểu mi học rành gì cái bất quy tắc, mà vừa nói cái bất quy tắc là tiểu mi biết liền á. Ok, biết liền á. Đấy, see, thấy không? Thấy bổn cô nương vừa nói fly là bổn cô nương nói liền, fly flew flown. Đấy.
không được thử nha, thế thử thua là cái chắc á. Ok, thí dụ như động từ to cry, trường hợp này chữ y cuối cùng là chỉ có một thôi, phải không các anh chị? Một là ít quá nên mình phải làm cho nó nhiều ra, right? Thành ra mình sẽ đổi chữ y thành chữ i, then mình add the ed. Okay. Okay, destroy. Động từ này các anh chị đổi làm sao? Thêm ed làm sao? Destroy, right? Destroy, destroy. Yes, thì các anh chị thấy ở phía sau nó đến hai nguyên âm luôn, chữ O and chữ I. Thành ra nhiều rồi, nhiều rồi, mình chỉ theo luật chung là mình thêm ED thôi, mình không cần đổi gì hết trơn. Phải không? Nhớ, các anh chị nhớ rồi phải không? How about this? Copy. Yeah, copy nó chỉ có một chữ Y ở phía sau, một nguyên âm phía sau thôi. Nên mình phải đổi cho nó nhiều ra, right? Yeah, good. And enjoy. Yeah, đến hai lần phải không? O and Y đến hai lần. Hai là nhiều rồi, không cần đổi. Right? Very good. Identify. 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 Yeah, chỉ có một thôi phải không? Một chữ Y là một nguyên âm thôi. Một là ít, mình phải làm cho nó nhiều ra. Rồi, các anh chị nhớ chưa? Nhớ tới già chưa? Nhớ tới già chưa? Rất là dễ phải không các anh chị? Nhớ này, nó chỉ áp dụng với những cái động từ cuối cùng bằng chữ Y mà thôi. Ok. Học ghép chữ mi là phải nhớ tới già luôn. Ok. Chứ nhớ nửa chừng đó là gãy gánh đó. Rồi bây giờ mình qua cái trường hợp khác nữa. Nãy giờ là mình không cần double, bây giờ mình cần double. Nãy giờ mình không cần nha. Bây giờ mình cần double nè. Double the last consonant and add the ed. Khi nào mình double? Khi nào trường hợp thứ nhất, khi động từ nó chỉ có một âm mà thôi. Ok, một âm. Một cái syllable, các anh chị gọi là âm tiết á. Run là một. Ok. Enter là hai. Discover là ba. Ok, trường hợp thứ nhất khi nào mình double? Khi một động từ có một âm mà thôi. Và cuối cùng là một phụ âm đứng trước nó là một nguyên âm. Như động từ to run. Trường hợp này. Run, 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 run. Dịch chỉ thí dụ một âm chứ không phải thí dụ như là quá bất quy tắc nha. Cái run là một âm, khe chỉ thí dụ thôi. Bốn cô nương không có quên đâu, ok. Động từ to run không phải là động từ thường, ok. Nó là động từ bất quy tắc. Giờ mình thí dụ động từ thường nè. To drop hay là to drop, ok. Thì trường hợp này mình phải double. Chị thấy nó có một âm cuối cùng là phụ âm là P, đứng trước là nguyên âm là A. Thành ra trường hợp này mình phải double nó. Hay là động từ, hay mọi trường hợp khác để mình double. Nó ngược lại với cái định nghĩa phía trên. Khi mà một động từ có nhiều âm và cái âm cuối cùng
được nhấn thì trường hợp này mình phải double. Được nhấn nha, mình phải double. Thí dụ nãy các anh chị cho rồi. Admit, right? Admit. Từ từ, từ từ. Take it easy, take it easy. Đừng nhớ tới anh. Admit. So các anh chị thấy mình nhấn cái âm cuối cùng là âm mid, right? Nhấn âm có nghĩa là mình để dấu sắc sắc vô. Admit. Confer. Confer. Để dấu sắc vô cái âm cuối là for, right? Anh đây trường hợp này mình phải double. Ok, động từ này có cần double không nha? Ừ, cuối cùng là phụ âm đứng trước nó là một nguyên âm phải không? Thì để cái mình kiếm mới được. Này ít quá đi, ít quá. Kiếm cái nào nó nhiều nhiều cái. Ok, động từ này nha. Let's see. Khó cái gì ta? Các anh chị cho thí dụ đi, please. Cho thí dụ đi. Change a cheat. Cheat. Check cheer. Cheer. Cho thí dụ đi. Cái mai nhỏ hả? Ok, mình sẽ có bài tập thí dụ. Ok, mình sẽ có bài tập. Bây giờ mình chỉ nói cái lý thuyết như vậy thôi. Một hồi mình sẽ làm bài tập thực hành. Ok, chứ giờ đi ngồi suy nghĩ coi từ nào nó mất giờ quá đi. Vậy cứ nhớ như vậy. Ok, khi nào mình đi nhấn âm cuối cùng thì mình sẽ double. Nếu không cần thì không cần double. Nếu không nhấn thì không cần double. Cứ nhớ như vậy. Nếu không thì không. Nếu có thì có. Nhớ như vậy. Không không có. Đấy. Nếu không nhấn âm cuối cùng thì không cần double. Không không mà. Nếu nhấn âm cuối cùng là có phải không? Thì cần double. Đấy. Nhớ nha. Không không có. Mà phải là nhấn âm cuối cùng nha. Nhớ điều này. Rồi, what else? Khi nào double hả? Mới vừa nói tức thời. Nếu nhấn âm cuối cùng là có, nếu có nhấn âm cuối cùng thì có double, có. Nếu không nhấn âm cuối cùng thì không, không không. Đó, nhớ chưa? Giống như mình học toán vậy đó, cộng cộng với cộng ra trừ phải không? Các anh chị cộng cộng với cộng ra trừ phải không? Các anh chị đồng ý không nào? Hả, phải cộng với cộng ra trừ không? Tụi mình nhớ như vậy phải phải không? Trừ với trừ ra cộng, đúng rồi, trừ với trừ ra cộng, cộng với cộng ra cộng, cộng với trừ ra trừ, phải không? Phải không Bèo? Nói đúng không nè? Trừ với trừ ra cộng, cộng với cộng ra cộng, cộng với trừ ra trừ, trừ với cộng ra trừ, phải không? Đấy. Đó là áp dụng về toán. Phải không? Mình tưởng đâu là mình quên rồi chứ. Nhà đâu mình cũng vẫn còn nhớ. Cái gì loạn xạ. Hoàng Thanh Toàn chắc mới học toán lớp 1 quá chứ chưa học toán lớp 5. Ok,
gì mà loạn, beo đâu có loạn đâu. Nghe lời nè, cộng với cộng ra cộng, trừ với trừ ra cộng, phải không? Cộng với cộng ra cộng, nhưng mà trừ với trừ ra cộng, mà cộng với trừ ra trừ, mà trừ với cộng ra trừ. Đồng ý thôi nè beo, chỉ có beo biết trả lời thôi, còn mấy anh chị kia tẩu hỏa ra giống như ngồi trên mây vậy, dở thì thôi. Giờ này mà chưa học algebra hả? Cái đó là về algebra. Just add đi. Trời, có người PM hỏi chị Minh nghĩa là sao kìa. Nghĩa là sao hả? Ghét quá à. Nghĩa là như vậy nè. Ok. Nghĩa là như vậy nè. Ok. Trừ trừ 2 trừ 2 nghĩa là như vậy nè. Ok. Trừ 2 ra dấu ngoặc. Ý không, bắt mình giải toán nữa. Trời đất ơi. Quýnh cái anh chị, quýnh cái anh chị chết bây giờ. Yeah, khá như vậy đó. Ok. Trừ với trừ ra cộng. Thấy. Trừ với trừ ra cộng. Tại vì cái minus 2 in the parentheses đó, thì khi mà mình bỏ dấu ngoặc ra, phải không? Phải không? Thì nó thành trừ với trừ, mình bỏ dấu ngoặc ra thì nó sẽ thành cộng. Ok, có nghĩa là plus 2 and plus 2 equal plus 4. Right? Thôi đi. Các anh chị không không biết thì các anh chị dỡ cái algebra ra đi. Giờ ngồi đây giải toán các anh chị nữa chắc tiêu quá. Chắc tiêu quá. Có nghĩa là minus 2 take away from plus 2. Yeah, minus 2 take away from plus 2 equal plus 4. Thấy như vậy. Khi mà mở động từ whenever end with E, thì trường hợp này mình chỉ cần thêm D mà thôi. Giống như động từ to chime and động từ to tap, right? Hay là những động từ cuối cùng bằng chữ I and chữ E thì chỉ thêm đi mà thôi. Giống như động từ to tie, động từ to die and động từ to lie. Rồi bây giờ hồi nãy ai hỏi về cách đọc cái âm cuối cùng đó, the ending sounds. The last pronoun was from the past verbs. Thì mình có ba cách tất cả phải không các anh chị? There are three ways: T, D and ID. Nghĩa là có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu động từ trường hợp thứ nhất phát âm thành chữ T. Ok. Hello, người đẹp Tammy. Oh, I don't can post this. Pronounce ending sound T when the verb ending with CH, S, SH, X, K, P, F and H. Nghĩa là những cái động từ nào cuối cùng bằng những cái chữ đầu câu của cái câu này: chó, ch, sữa, s, show, sh, sao, x, cup, k, phố, p, phường, f, ha, h, 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 h
cuối cùng bằng những cái chữ đầu câu của cái câu này thì mình sẽ phát âm thành chữ thi. Ok, thí dụ what, thêm ed mình sẽ đọc thành what. Ok, what. Có nhiều người cố gắng đọc thành hai cái âm luôn. Mình không có thể mình đọc như vậy. Các anh chị đừng có make a big deal. Nghĩa là mình cố tình mình phải đọc cho nó ra ra dễ là mình biết cái ending sound nó là chờ and thờ. Right? Rất là khó các anh chị. Và nhất là khi mà các anh chị nghe Mỹ mà nó đọc nhanh, nó không có đọc ra nổi hai âm như vậy. Watched. Okay, watch. Đó là I watch. But I watched. You see the difference? Nghĩa là các anh chị chỉ chọn một thôi. Và mình sẽ chọn cái âm chánh. Tại vì mình khi mà quá khứ mình phải đọc ra cái âm T để cho người ta biết mình đang nói về quá khứ. Còn nếu mà mình nói về hiện tại thì mình đọc ra cái âm CH. Watch là hiện tại. What là quá khứ. Anh chị nghe khác không? Hả? Nghe khác không? I'm sorry. Okay. I watch and I what. Right? Nên mình chỉ đọc cái âm chánh ở phía sau thôi. Mình cố tình đọc ra cái âm T để cho người ta biết mình đang nói về quá khứ. Giống như I look, but I looked, right? I look. Cái ending sound rất là khó. Các anh chị tập bằng cách là các anh chị đọc lớn ra. Tại sao mình phải đọc lớn ra? Là tại vì mình đọc lớn ra thì mình nghe rõ ràng nó có hai âm. Thì khi mà mình nghe rõ ràng có hai âm là cái miệng mình đã đọc được hai âm. Và mình đọc nhiều lần thì mình làm cho cái miệng mình nó lặp lại nhiều lần hai cái âm đó. Và khi mà mình đã lặp lại nhiều lần thì bây giờ mình có cố tình mình có muốn đọc một âm, cái miệng mình nó cũng tự nhiên nó đọc hai âm cho mình. Nó có cái khuynh hướng lặp lại. Look, 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 look. Rõ ràng hai âm phải không? Look, look. Mình đọc nhiều lần cho cái miệng mình nó quen đi. Và khi mà quen đi rồi mình không cần suy nghĩ nữa, nó cũng đọc hai âm cho mình. Ok, mình đọc look, 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 look. Các anh chị thấy không? Giờ mình đọc nhanh 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 rồi mình chỉ đánh cái âm ra thôi, thì cái miệng mình nó cũng vẫn lặp lại hai âm cho mình, và cái âm sau nó lặp lại rất là nhỏ tại vì mình cố tình. Ok, right? Anh chị hiểu thì mới nói rồi phải không? Look, 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 look. See? Right? Rồi. Đó là hiện tại. Bây giờ quá khứ. Quá khứ mình khó mà đọc vừa âm K mà vừa âm T nữa. Thành ra mình chỉ chọn một thôi. Nên mình chọn cái âm T là âm chánh để mình cho người ta biết mình nói về quá khứ. I looked. Right? I looked. I looked. I looked. I looked. 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 Các anh chị thấy không? Nghĩa là mình tập cho cái miệng mình nó đọc hai âm rồi, rồi mình từ từ mình đọc nhanh, rồi mình nuốt, mình chỉ đánh cái hơi ra thôi. Okay. Thì cái miệng mình nó vẫn lặp lại hai âm nhưng mà cái âm sau thì rất là nhẹ, right? Đọc mẫu rồi đó. Đọc mẫu rồi đó. I look hiện tại, I looked quá khứ. Anh chị nghe khác không nào? Look and looked. Nghe khác không? Hả? Thấy không? Nghe khác phải không? Đó là cái cách mà các anh chị phát âm cái ending sound. Okay. Có nhiều người phát âm không được thì Tiểu My chia sẻ cho các anh chị vậy.
Rồi trở lại bài. Đó là trường hợp thứ nhất. Nếu mà những cái động từ cuối cùng bằng những cái chữ bắt đầu bằng cái câu chó, sủa, xôm, sao, khắp, phố, phường thì các anh chị sẽ phát âm thành chữ thì. Ok, âm thành chữ thì. Giống như là look. Make a big deal là gì các anh chị? Có người hỏi tụi mi kìa, make a big deal là gì? Don't make a big deal là gì? Hả? Là gì các anh chị? Là gì? Không phải thương lượng. Có nghĩa là đừng có làm cho vấn đề nó rắc rối thêm. Đừng có làm cho vấn đề nó rắc rối. Không phải thỏa thuận. Đừng có làm cho cái vấn đề nó rắc rối. Don't make a big deal. Nghĩa là không phải là thương lượng, mà đừng có làm cho cái vấn đề nó rắc rối thêm. Đừng có làm cho vấn đề nó trở thành phức tạp á. Và đừng có xé to ra. No big deal là không sao hết trơn. Nghĩa là không có, đừng có làm phức tạp cái vấn đề ra. Còn no big deal là gì? Là không có phức tạp, không có rắc rối gì hết trơn. Ok, không có phức tạp, không có rắc rối gì hết trơn. Nó ngược lại. Right. Ý của Timmy nói nãy là don't make a big deal, nghĩa là các anh chị đừng có vừa đọc chữ âm ch mà vừa đọc âm t nữa. Đó đó là các anh chị make a big deal. Ok, watch. Có nhiều người cố gắng đọc như vậy lắm. Watch. Watch tờ. Đó, có nhiều người nói như vậy á. Watch tờ. Ok. Tại vì nó có cái âm CH, tại vì nó có cái âm T ở phía sau, nên mình phải đọc cả hai âm. Oh, what a big deal. What a big deal. Oh, bạn sao bạn rắc rối làm sao đâu đó, bạn make a big deal. Lại kháng gì vậy? Ok, anh chị hiểu rồi phải không? Hả? No, không có được. Xin lỗi à, nhiều khi Mỹ mà nó đọc nhanh, nó cũng không có đọc là Washington. Để cái microphone gần đọc cho các anh chị nghe nha. Washington. Washington. Có ai đọc vậy không? Hả? Washington. Rồi, nghe funny thì làm sao á. Phải không các anh chị? Don't make a big deal. Right? Yes, okay. Nếu mà mình đọc được ấy, thì tốt, nhưng mà không có ai vậy. Mỹ nó không bao giờ đọc Washington. Trời, I watch I watch TV, right? Last night I watched TV. Có ai nói vậy không? Hả? Đúng không nhỉ? Hả? Yeah, đọc thành âm T thôi. Okay, không cần đọc là sự thờ ở trong đó. Rồi trường hợp thứ hai, cái ending sound nó sẽ là âm it, okay, it, id. Pronounce ending sound id, hay là tiếng Việt mình dịch đọc trải ra là chữ it đó, okay, it. When the verb ending with t or d. Nghĩa là những cái động từ nào cuối cùng bằng chữ t hoặc là hay là chữ d, mình sẽ đọc thành cái âm nó sẽ là it. Right? Thí dụ như động từ to want and động từ to end. Want, wanted. And, ended. Land, landed. Chị thấy không? Cuối cùng bằng T là want. Cuối cùng bằng D là end. Cuối cùng bằng D là land. Right? Nên mình sẽ đọc thành it. Ok, rồi. Tất cả những động từ còn lại mà nếu mà nó không nằm trong hai cái trường hợp này thì mình sẽ phát âm nó thành chữ the.
Yeah, they may keep reminding you. Pronounce any sound D for the rest of the verbs, of the regular verb. Là khá như vậy. Thí dụ như động từ to, to play, blade, blade. Thấy không? Cái mình phát âm lớn ra blade, 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 right? Âm lớn ra cho cái miệng mình có hai âm, cho nó quen với hai âm, nó ghét được hai âm completely. Xong rồi đó, mình speeding, nó nghĩa là mình đọc nhanh 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 lên, rồi mình đọc rất là nhỏ, chỉ đánh cái âm ra thôi. Blade, blade. Các anh chị làm theo tiếng mi đi tập làm như vậy thì các anh chị sẽ làm được hết. Okay, blade, 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 right? Yes, cái này hôm qua đó. Ok, các anh chị thấy động từ to close chứ không phải là close. See, cái này chứng minh cái hôm qua đó. Ok, cái này là phát âm thành D mà, chứ đâu phải là T đâu. Phải không? Phải không các anh chị? Gloat, gloat, hay là load the, gloat. Không, cái âm Y không có đọc. Âm Y không có đọc. Gloat. Cái place đó, cái place đó, để mình nhớ nó là phát âm là chữ D đó, blade, blade, chứ không phải là plate. Mình bị confused about the ending with E. So, để mình không có giờ check lại. Cái này các anh chị đọc là gì? Plate, hả? Plate, hả? Chứ không phải là blade, hả? Are you sure? Are you sure? Để mình nhớ là D chứ không phải là T. Ok. Nông dân T hay là D? Có cái để mình mất cái từ điển tiếng Anh của tụi mi rồi. Các anh chị có cái từ điển nào mà nó prove cái này không? Ở đây mình phải hold it right here, mình phải figure out ra mới được. Let's see từ điển. Để tụi mi coi nha, em mở từ điển thử coi. We have dictionary right here. Okay, let me play. Place, place. How? Let me Google it then. How to pronounce cái anh chị phủ với tiểu mi đi, mình phải figure out vấn đề này ra mới được. Pronounce, how to pronounce. Yes, right here. Let's see how they answer. With native pronunciation blade. In English. Sorry, bác phải use name nữa. Ghét thì thôi.
Trang này hả? Ok, let's see. Nó nghe không lớn vậy. No, go back there. Các anh chị nghe không? Nghe blader hay là blade? Blader hay là blade? Blade hả? Đúng rồi, thì cái CE ở phía cuối đó thì mình sẽ đọc thành S, ok? Thì dĩ nhiên là nó là S rồi. Nhưng mà ở đây để thì mình dặn lớn tí xíu nữa coi nha. Không biết có hú không. Placed. Cũng đọc như vậy đó phải không? Cũng đọc thành chữ T hả? Placed. Cũng đọc thành chữ gì các anh chị, âm gì, âm T phải không? Placed. Cũng đọc như vậy, placed. Vừa đọc S vừa đọc T luôn phải không? Placed. Ok, rồi, bây giờ qua chữ close. À, đợi Timmy chút xíu nha. Vậy thì đúng rồi, nó là T chứ không phải là D. Đợi Timmy nha, close. Ok, how to pronounce closed correctly? I missed the D too. Submit. Okay, listen. Ok, mở. Ông đọc ra âm T các anh chị. Vậy là đúng rồi, mình áp dụng công thức đúng rồi. Ok, cái place. Yeah, chữ T, ok. Cái place á, CE ở phía sau mình sẽ đọc thành chữ S. Ok. Thí dụ như là office. Right. Cái CE ở phía sau mình sẽ đọc thành chữ S. Thành ra cái ending sound nó sẽ là S. Nó áp dụng với cái câu là chó sủa thì nó là chữ S, là chữ sủa phải không? Thành ra nó đọc ra là âm T. Nghĩa là tiếng đi nhớ sai rồi. Yeah, so đây mình sẽ đọc là placed. Right. Ông đọc là placed hay là closed. Right, closed. Ok, vậy là nó là T nha các anh chị. Cái âm Y ở phía sau á, thường thường mình không có đọc, ngoại trừ nó đi theo với cái âm C đó thì mình sẽ đọc ra là âm S. Còn ngoài ra mình không có đọc cái âm Y ở phía sau. Thí dụ như là chữ close, âm Y mình không có đọc, mình đọc sẽ đọc là âm S. Đúng không? Và áp dụng vô cái luật âm S là chữ sủa nên nó phải phát âm thành chữ T. Ok. Closed. Nhỏ hả? Lớn rồi. Lớn dữ rồi. Lớn dữ rồi. Chó sủa là gì vậy hả? Chó sủa là gì vậy hả? Đó. Có nghĩa là những cái động từ cuối cùng bằng những cái chữ này, CH là chó, S là sủa, SOM là X. Ok. I mean, nói lộn rồi. Yeah, là T. Chị mình mới nói nãy là T, ok. Chó, sủa,
Xôn. Xôn. Xôn mình nói là xôn đó. Sao. Khắp. Phố. Phường. Ha ha ha. Có nghĩa là những cái động từ nào mà cuối cùng bằng những chữ này. Làm sao mình nhớ hết những chữ này thì mình phải đặt thành câu, phải không? Mình phải đặt thành câu. Don hiểu rồi phải không? Và cái câu đó là chó. Ch, sủa. I mean sủa là S. Shown là SH. Sao là X. Cup là K. Phố là P. Phường là F. And ha 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 là H. Okay. Right. Những cái động từ cuối cùng bằng những cái âm này, một trong những âm này thì mình sẽ phát âm nó thành chữ T. Thí dụ như động từ to close. Okay, cái âm Y mình không đọc. Và mình thêm ED đó. Okay. Và cũng là T luôn, that's right. Thì cái âm Y đây mình không đọc, thành ra mình sẽ đọc cái cuối cùng nó sẽ là âm S. Và âm S nó áp dụng vô cái câu là chữ sủa. Thành ra khi mà nó áp dụng cái câu thì mình phải áp phát âm thành chữ T nếu mà nó là quá khứ. Okay. Nên này mình sẽ đọc là closed. Right? Closed. Closed. Nếu đọc hai âm thì là đọc như vậy đó. Closed. À, chữ place cũng vậy. Chữ place. Chữ CE nó phát âm thành chữ S. Phải không các anh chị? And nó cuối cùng nó cũng là cái ending nó cũng là cái âm S là chữ sủa luôn. And nó khi mà mình thêm đi vô, mình thêm quá khứ vô thì mình sẽ đọc nó thành âm T. Okay. Gloat. Ok, bởi vậy Tiểu My nhớ đó, biết không? Tiểu My nhớ đó. I mean Hùng Elchino. Nghe không? Nghe không? Mỹ ông đọc không? Ông đọc là closed. Đấy, ông đọc là closed. Để Tiểu My dọn lớn lên chút xíu nha. Nghe hơi điếc lỗ tai chút xíu nha các anh chị. Right. Đọc là T phải không? Ông đọc là T phải không? Phải không? Ông nói là closed. Closed. Các anh chị nghe như vậy không? Yes, ông nói như vậy. Bởi vì chúng mình không biết. Nhưng mà đại khái mình áp dụng luật cho rồi đi. Có khi từ điển này nó nói T, từ điển kia nó từ điển của Hùng Elchino nó nói D. Thì mình chỉ áp dụng thôi. Mình coi cái âm cuối nó là gì thì mình sẽ đọc ra phát âm ra cái âm đó. Ok rồi, any question, còn thắc mắc gì nữa không? Rồi trở lại bài học, tất cả những động từ còn lại nó nằm không nằm trong hai cái luật ở trên thì mình sẽ phát âm nó thành chữ D. Ok, listened. Cuối cùng nó là âm N phải không các anh chị? Nó không nằm ở trong hai trường hợp ở trên. Thành ra mình sẽ phát âm nó thành chữ D. Listen. Listened. Right? Listened. 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 Rồi. Đó là cách phát âm ending sound. Có ai nãy hỏi đó. Giờ certify rồi phải không? Bây giờ vừa lòng rồi phải không? Giờ mình có cần làm bài tập về cái này không? Khi nào phát âm thành T, khi nào phát âm thành D, khi nào phát âm thành Y. Anh chị có muốn làm bài tập không? Hay là các anh chị đã giỏi dữ rồi? Hả? Anh chị nắm vững chưa? Muốn hả? Hay là không? Dạ muốn hay là dạ không? Hả? Yes là yes, no là no nha. Ok.
Dạ không, cần ạ. Không, muốn ạ. Ok, thí dụ như Tiểu My nói các anh chị có muốn hay không thì các anh chị trả lời làm sao nè, trả lời theo tiếng Việt trước đi. Các anh chị có muốn hay không, trả lời tiếng Việt trước đi. Dạ muốn. Dạ không. Sí. Rồi bây giờ trả lời qua tiếng Mỹ đi. Muốn hay không? Do you want to do it? Do you want to do some exercises? Yeah. Nhớ nha, trả lời tiếng Mỹ thì mình phải nói là yes hay là no, chứ đừng có nói yes, I don't, okay? Không được nói yes, I don't nha. Right? Yes thì phải là yes, I do. Còn no thì phải là no, I don't. Right? Bây giờ muốn hay không nè? Em muốn hay không? Ok, để lấy quân bình á, công bằng á, mình làm mình vừa muốn vừa không đi, nghĩa là mình làm ít ít thôi, ok. Mình làm tượng trưng thôi. Bắt đầu nha. Các anh chị thêm ED vô rồi các anh chị phát âm, phát âm nó TD hay là ED. Accepted hay là accept được, hay là accept. Yeah, accepted. Okay. Admire, admire. Yeah, admire, admire, right? Ban. Này ai cũng phải biết hết trơn, coi chừng bị ban nick. Ban. Nhớ thêm ED vô nha. Thêm ED vô please. Thêm ED vô. Yeah, double N. Okay, nhớ nha, double N. So band. Right, Ben. Double N, Hồng El Nino. Tại sao double N đây? Yeah, sai rồi. Yeah, đó là cái luật. Trước phụ âm là một nguyên âm. Borrow. Borrow. Tại sao không double hai chữ double? Tại sao không double W? Tại vì nó có double rồi, right? Tại vì nó double rồi, nó có chữ W là double rồi. Ok, now good. Borrowed. Complete. Tại sao completed hả các anh chị? Tại sao completed mà không phải là completer? Yeah, để mình nói rồi. Cái âm y ở phía sau mình không có đọc. Ok, mình không có đọc. Right, cái âm y ở phía sau mình không có đọc. Nhớ nha các anh chị, và y come. Thành ra mình sẽ đọc cái âm cuối là âm t. Và khi đọc âm t thì mình sẽ đọc là it. Completed. Right, completed. Ok nào. Clean. Clean. Dứt chữ ra luôn nha, thêm ED vô luôn nha.
Để có khi mình phải double cái phụ âm đó. Yeah, Glinda, right? Glinda. Change. Change. Nhớ cho cái ending sau nha các anh chị, please. Chant hả? Chant hả? Chứ không phải chant hả? Young Myro. Yeah, cái ending sau nó cái chữ cuối nó end cái yeah là chi mà phải không? Chi mà. Comment. Comment. Yeah, commanded, right? Commanded. Tại vì nó là âm đi, đúng không? Âm y ở phía sau mình không đọc. I mean, tại vì nó là âm đi cuối cùng. And that's it, các anh chị hiểu rồi phải không? Mình còn bài tập để mình áp dụng cái này nữa. So don't worry about it. Okay, các anh chị biết rồi, nắm vững rồi phải không? Rồi bây giờ we move on. Giờ phần thứ ba của cái bài hôm nay là using, using, áp dụng, cách dùng cái thì này past, past. Khi nào mình dùng cái thì past, past hay là past perfect? Cái past perfect mình còn gọi là past, past. Tại perfect ở trong cái ngữ pháp nó cũng có nghĩa là past. Đây là quá khứ luôn. Trường hợp thứ nhất. A completed action before another activity in the past. Một cái hành động hoàn chấm dứt hoàn toàn trước một cái hành động khác. Ở quá khứ, cũng ở quá khứ luôn. Đã hoàn thành, khi completed đây là đã hoàn thành trước một cái hành động ở quá khứ luôn. Thành ra các anh chị thấy cái chỗ nào có cái mệnh đề when thì cái chỗ đó, cái hành động đó sẽ đi tới sau. Thành ra cái tại vì mình nói past perfect mà, phải không? Past perfect rồi mới tới past. Thành ra cái PP nó sẽ đi trước, phải không các anh chị? Và cái P nó sẽ đi sau. Các anh chị có học music không? Có ai học music không? Có ai học nhạc không? Từ nhỏ cho tới lớn có ai học nhạc không? Cái này cũng ứng ứng dụng cái công thức á. PP the P actually nó là PPP. Okay. PPP rồi tới PP rồi tới P rồi tới F rồi tới FF. Ok, rồi tới FFF. Từ lớn cho tới nhỏ. Có nghĩa là PPP là nhỏ nhất. Nghĩa là mình đánh đờn, mình đánh rước, rước, rước là nhỏ. Rồi PP là Fortissimo Piano. Là nói theo tiếng Italy đó. Tại nhạc thường thường nó phát xuất từ ở bên Âu Châu. PP đó là Fortissimo Piano. Rồi tới piano, nghĩa là PP là nhỏ, nhỏ, nghĩa là PPP là rất là nhỏ, còn PP là nhỏ, nhỏ, cũng nhỏ nhưng mà lớn hơn cái PPP. Rồi tới cái P là piano là nó lớn hơn cái PP. Rồi tới cái F là forte, forte có nghĩa là loud đó, là lớn.
Là fortissimo nghĩa là lớn nhất, là fortissimo, fortissimo nghĩa là lớn 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 dữ nữa đó, lớn rất là lớn. Là các anh chị thấy họ đánh piano mà họ đánh rầm 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 đó là P F F hoặc là F F F. Actually cái F F F với cái P P P nó ít xảy ra lắm. Thường thường cái P P và cái F F. Thành ra các anh chị thấy cái P P nó sẽ đi trước cái P. Ok, mình nhớ như vậy. Cái P P nó sẽ đi trước. Có nghĩa là cái chỗ nào, cái hành động nào mà nó xảy ra trước thì cái chỗ đó mình sẽ dùng cái past perfect. Anh chị nhớ điều này nha. Rất là dễ nhớ phải không? Các anh chị cứ nhớ theo thứ tự này thì các anh chị sẽ dễ nhớ. Right? Thành ra các anh chị coi câu này. Cái past perfect nó nằm chỗ nào thì cái hành động đó sẽ xảy ra trước. Đồng ý không nào? Hai cái sự việc chúng ta tới và cái buổi hòa nhạc nó chấm dứt thì cái nào nó xảy ra trước? Answer me please. Cái buổi hòa nhạc nó chấm dứt trước phải không các anh chị? Phải không nào? Right? Yeah, thành ra cái chỗ đó mình sẽ dùng cái past perfect. Right? Còn cái we arrived xảy ra sau, thành ra chỗ đó mình sẽ dùng cái mệnh đề when. Các anh chị nhớ điều này rất là dễ phải không? Nhớ nha. PP lúc nào nó cũng đứng trước cái P. Ok. Mình nhớ vậy để mình đặt câu chứ không có gì hết trơn. Thí dụ như câu này. Các anh chị coi câu này. Các anh chị cứ kiếm cái PP chỗ nào thì mình biết cái chỗ đó xảy ra trước. I had studied English before I moved to the US. Cái hành động nào xảy ra trước? Cái PP chỗ nào thì chỗ đó xảy ra trước? Tôi học tiếng Anh, phải không? Tôi đã từng học tiếng Anh trước khi tôi đã mua tới, đã đi qua Mỹ, khá như vậy. Đấy. Đừng có dùng công thức, nó nhức đầu lắm đó. Học nữa, đừng dùng công thức. Ok, đừng dùng công thức. Cứ nhớ như vậy là nó dễ nhớ nhất phải không các anh chị? Đấy. Đồng ý không nào? Có nhiều khi có những cái câu mình không có cái chữ when hay là không có chữ before. Ok, không có chữ when hay không có chữ before, mình chỉ nhớ PP chỗ nào thì nghĩa là mình muốn nói cái câu nào, cái sự việc nào xảy ra trước thì chỗ đó mình dùng cái PP. Sự việc nào xảy ra sau thì mình dùng cái P. Ok. Có nhiều câu không có chữ before hay là không có chữ when. Ok nào, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai. Piano nghĩa là gì hả? Piano nghĩa là cái đờn piano. Nhưng mà trong cái âm điệu của music á, thì piano có nghĩa là soft. Ok. Có nghĩa là soft. Đây là tiếng Ý. Oh sorry. Đây là tiếng Ý. Còn forte có nghĩa là loud. Ok, forte là chữ F á. Nghĩa là khi mà các anh chị đờn cái đoạn nhạc nào mà họ đề chữ F thì mình phải đánh lớn lên. Còn đoạn nhạc nào mà họ đề chữ P thì mình đánh nhỏ lại. Khá như vậy. Trên cái piano nó có cái phần mà sustain sound như vậy đó. Sustain đó. Ok, trường hợp thứ hai để mình dùng cái thì này. We use the past perfect to show that something started in the past and continues up until another action in the past. Chúng ta dùng cái thì này để chỉ một cái sự việc đã bắt đầu ở quá khứ và vẫn còn tiếp tục tới một cái thời điểm nào đó, tới một cái hành động nào, hành động khác cũng ở quá khứ luôn. Thí dụ,
We had had that car for 10 years before it broke down. Thì các anh chị thấy cái past past chỗ nào? Thì chỗ đó xảy ra trước. Mình có chiếc xe đó 10 năm rồi. Ok, mình có chiếc xe 10 năm rồi. Trước khi mà chiếc xe đó nó hư. Thành ra cái sự việc mà chiếc xe nó hư nó còn xảy ra không các anh chị? Hả? Nó còn xảy ra không? Chiếc xe đó nó hư hẳn rồi. Ở hiện tại nó vẫn còn hư như thường. Tại vì mình nói cái gì mà quá khứ thì nó nằm ở trong quá khứ. Nhớ các anh chị nhớ điều này nha, nó vẫn còn nằm ở quá khứ, có nghĩa là mình phải hiểu chiếc xe này nó vẫn còn hư. Ok, nó vẫn còn hư. Ok, now next one. Mình phải capital cái này mới được để cho rõ hơn. Then, yeah. By the time Alex finished his study, he had been in London for over 8 years. By the time ở đây, chữ by ở đây thường thường nó là before nha các anh chị, chứ không phải là đúng ngay chốc cái thời điểm đó nha, before nha. By có nghĩa là before, các anh chị nhớ điều này please. Ví dụ này, you should be there before, I mean by 6 o'clock. Có nhiều người tưởng là bạn nên ở đây, I misspell right. I missed the D. Có nhiều người tưởng bạn nên ở đây lúc 6 giờ. Không phải lúc 6 giờ nha. Bạn nên ở đây trước 6 giờ. Chị phải nhớ điều này. Bạn nên ở đây trước 6 giờ. Còn nếu mà nói bạn nên ở đây lúc 6 giờ, mình nói sao các anh chị? Yeah, mình dùng chữ at. Ok, mình dùng chữ at. Thành ra chữ by đây có nghĩa là trước. Ok, before. So cái câu trên mình sẽ dịch là by the time, nghĩa là before cái lúc mà Alex nó xong cái bài của nó xong cái chương trình học của nó, mình phải dịch như vậy đó, nó xong cái chương trình của học của nó thì nó đã ở London, nó đã ở London hơn 8 năm rồi. Đúng không các anh chị? Thành ra cái past past là cái sự việc mà Alex nó ở London đó xảy ra trước trước khi mà nó xong cái sự học của nó. Các chị thấy rõ ràng rồi. Ok, trường hợp thứ ba để mình dùng cái thì này. If the past perfect is not referring to an action at a specific time. Here, past perfect is referring to a lack of experience rather than an action at a specific time. For this reason, simple past cannot be used. Nghĩa là gì? Nếu mà cái thì mà past perfect nó không có nói lên một cái hành động ở tại một cái thời điểm nào nhất định á, thì ở cái thì này ở đây đó nó muốn nói lên một cái sự mà không có biết trước hơn là một cái hành động ở tại cái thời điểm đó. Vậy đó thì nó hơi khó hiểu. Bây giờ các anh chị nhìn cái câu này nha. Câu này đúng hay không các anh chị? She never saw a bear before she moved to Alaska. Câu này đúng hay không? Cô ta không bao giờ thấy cái con gấu trước khi mà cô ta tới Alaska.
Câu này đúng hay không? Sai, không? Sai. Văn phạm đúng nhưng mà dùng nói câu này không nghe không có hay. Ok, không không có hay, nói như vậy là không có đúng. Cái văn phạm thì không có gì sai hết trơn nhưng mà nói như vậy không có đúng, không có hay. Thì theo cái định nghĩa đó thì các anh chị thấy cái này á, nó khi mà mình các anh chị coi câu này nha. Câu này đúng nè. She had never seen a bear before she moved to Alaska. Thì các anh chị thấy cái theo cái định nghĩa nó nói khi mình dùng cái thì này đó, mình không có mention về cái vấn đề mà thời điểm ở đây. Ok, mình không có muốn nói lên cái thời điểm, mà cái điều chánh là mình muốn nói lên là cái gì? Là cái sự hiểu biết, cái sự cái experience của mình, hơn là mình muốn mention lên cái thời điểm. Có nghĩa là mình đã từng không có thấy cái con gấu ở đây trước khi mà mình mua tới cái Alaska. Anh chị hiểu chị mới nói rồi phải không? Right. Ý của họ nói như vậy đó, ý của họ nói như vậy đó. Chữ C cũng được, cũng đúng chứ không phải là không đúng. Nhưng mà ở đây người ta không muốn nói lên cái thời điểm. Ồ, tôi không có từng thấy cái con gấu trước khi mà tôi tới. Không phải, cái điểm nhấn mạnh là họ nói là họ chưa từng thấy cái con gấu này, chứ không phải là họ chưa từng thấy con gấu trước khi mà họ mua tới Alaska. Nghĩa là cái vấn đề before she moved to Alaska là chỉ là phụ thôi. Cái vấn đề chánh ở đây là họ muốn mention cái vấn đề là họ chưa từng thấy cái con gấu. Anh chị hiểu điều này rồi phải không? Phải không? Tại vì dầu cho cô ta có đi Alaska đi nữa, cho tới cái thời điểm đó cô ta vẫn không có thấy cái con gấu. Cái điểm chánh là họ muốn nói gì? Họ chưa từng thấy cái con gấu. Cho dầu cái cô này cổ có đi Alaska hay không, cổ cũng chưa từng thấy cái con gấu. Right. Khi đó là cái định nghĩa nó nói như vậy. Okay. Nói như vậy. Ok, rồi một trường hợp nữa nó cũng xảy ra ở trong cái thì này. Oh, I think I have to repost this. We moved after the happy signs. Right. The example below, I'm going to give you the example, okay? Show the placement for grammar adverbs such as always, only, never, ever, still, just, etc. Common time expression, hay là mình còn gọi là time adverbials. In the past perfect, like after, before, already, as soon as, just, yet, until, till, by the time, and that. Nghĩa là gì? Những cái thí dụ ở phía dưới để chỉ cái vị trí của những cái trạng từ always, or, only, etc. Hay là những cái trạng từ chỉ về cái thời gian, hay là after, before, already, as soon as, đại khái như vậy. Okay. Nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà mình có cái trạng từ ở trong câu thì cái vị trí nó nằm ở chỗ nào? Ý nói như vậy á. Cái placement là cái đặt để, hay là mình còn nói là cái vị trí á.
Thì các anh chị coi nó nằm ở chỗ nào. He had always studied English before she moved to New York. Vị trí nằm chỗ nào? Cái điều điểm này quan trọng nha các anh chị. Yeah, sau cái trợ động từ đầu tiên. Sau cái trợ động từ đầu tiên phải có cái chữ đầu tiên nữa nha, tại vì nhiều khi mình có hai ba cái trợ động từ trong đó. Thí dụ như nói là I have, I have been, ghét quá, I have been waiting. Yeah, this is good question. Waiting. Waiting for you. For 3 hours. Ví dụ như vậy, okay. Notes I had been always. Ví dụ như vậy đi. Anh chị đặt cái chữ always ở đâu? Tôi luôn luôn chờ đợi cô ta 3 tiếng đồng hồ. Hồi xưa đó, thấy không? Cô ta cứ bắt tôi chờ đợi 3 tiếng đồng hồ luôn. Ở đây là một cái lời ta tháng nha các anh chị. Thành ra Tiểu My cố tình dùng cái thì continuous. Yeah, phàn nàn đó. Câu này rất là hay. Anh chị có nghe Tiểu My nói hay không? Hả? Câu này rất là hay nha các anh chị. Đây là một cái lời phàn nàn đã xảy ra ở quá khứ. Ok. Còn bây giờ thì cô ta không bắt tôi đợi nữa. Khá như vậy. Yeah, thành ra cái trạng từ always nó sẽ đứng sau cái trợ động từ đầu tiên, phải không? Sau cái trợ động từ đầu tiên, okay. Right? I had always been waiting for her. Thì nhớ điều này nha. Sau cái trợ động từ đầu tiên. Tại had cũng là trợ động từ, been cũng là trợ động từ. Mình gọi là auxiliary verb. Hay là mình gọi là helping verb. I had always been waiting for you. Thank you. Và câu này rất là hay. Đây là một cái câu phàn nàn tại mình dùng cái continuous. Câu này cũng vậy. Ok, câu này cũng vậy. Và nó là helping verb hay là auxiliary verb. Had you never studied English before you moved to New York? So các anh chị thấy câu hỏi thường thường mình ưa đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ. Nếu mình đặt lại thành câu thường thì mình sẽ nói là you had never, phải không? Nhưng mình phải capital cái chữ never. So never là cái trợ động, là cái trạng từ, là adverb. Right? Câu này nếu mà mình nói lại bình thường thì mình đảo lộn chủ từ với động từ trở lại, phải không? We converse the subject and the verb and the helping verb. You had never. Thì các anh chị thấy cái chữ never nó cũng đứng trước cái trợ động từ đầu tiên là had. Rồi đặt câu hỏi thì mình đảo lộn nó. Had you never studied English before you moved to New York? Bạn không có bao giờ học tiếng Anh trước khi bạn bạn đi đổi tới New York hả? Đã khó như vậy. Okay, next one.
Câu này nha, trường hợp nữa, một trường hợp nữa để mình dùng cái thì này. What time is it now? 9:08. I mean 9:02. Use with till or until before to emphasize the completion or expected completion of an action. Mình dùng chữ till and chữ until. Khi nào mình dùng chữ till and khi nào mình dùng until các anh chị? I wait for you till 5 o'clock. I will wait for you till 5 o'clock. Hay là I will wait for you until 5 o'clock. Huh? Khi nào dùng chữ till and khi nào dùng chữ until? Cái nào cũng được hết trơn, okay? Khi nào mình khỏe khỏe đó, mình khỏe mình nói đó, thì mình dùng chữ till. I mean, mình dùng chữ until tại mình phải nói nhiều chút xíu, đúng không? Còn khi nào mình mệt mệt đó, mình làm biếng hay mình quạo đó, thì mình nói chữ till. Okay? Till hay until gì cũng được hết trơn, không có phân biệt. Okay? Không phân biệt. Nhớ nha. Khi nào khỏe khỏe mình nói dài dài chút xíu. Okay? I will wait for you until 5 o'clock. Khi nào mình quạo thì mình nói I will wait for you till o'clock. Khoảng gì vậy? Okay? Thành ra đừng có già khỏe khỏe thì nó dài chút xíu, nó nhiều chút xíu, còn mệt mệt thì nó ngắn lại. Okay. So, cái câu này có nghĩa là mình dùng chữ till hay là chữ until? Hay là chữ before? Để nhấn mạnh cái sự việc nó đã xong rồi. Hay là expect là cái sự việc nó đã xong rồi. Okay. Completion là đã xong rồi. Thí dụ mình muốn nhấn mạnh thì mình dùng chữ till hay là chữ before. He did not wait till he had finished our meal. Ông ta sẽ không có đợi, nhấn mạnh nha, đến khi nào mà ông ta xong cái buổi ăn của khi đến khi nào mà chúng ta xong cái buổi ăn của chúng ta, xong khi mà chúng ta ăn xong gì đãi cho rồi đi, gì như vậy đi. Câu này nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa là ông ta đi mất tiêu rồi. Ok. Yeah. Dịch đại hay hơn đó. Đó, tiểu mi dịch hay không? Có nghĩa là ông ta đi mất tiêu rồi. Chán thì thôi đi. Phải không? Phải dịch vậy hay không? Hùng El Nino. Phải không? Say yes đi please. Phải không các anh chị khác? Phải không? Có nghĩa là ông ta đi mất tiêu rồi. Thay vì mình nói là he did not wait till we had finished our meal, we just say he's gone. Right? We just say he's gone. Nó vắn tắt, gọn ghẽ. Phải không? Yeah, dịch, dịch như Tiểu My là dễ hiểu nhất phải không? Thành ra Tiểu My nói rồi. Mình nói một cái câu nào nó vừa giản dị, vừa ngắn gọn, dễ hiểu hơn là mình nói một cái câu như gì cầu kỳ làm sao. He did not wait till he had finished our meal. Ông ta không có chịu đợi cho đến khi mà chúng tôi ăn xong, ông ta đi mất tiêu rồi. Đấy. Okay, he's gone. He's gone là ông ta bị biến mất rồi. He's gone. He is gone ở đây có nghĩa là ông ta đã rời khỏi rồi, ông ta rời khỏi rồi. He has gone là ông ta cả hai đều đều cùng nghĩa với nhau hết trơn á. Nhưng mà cái mình function is different. Cái has gone đó, cái động từ to go ở đây đó, nói cái động từ to go ở phía trước đi. Cái gone ở phía trước nó sẽ là past participle. Okay, he is gone. Gone ở đây nó là verbal, không phải là động từ.
That's good point you mentioning. He is gone. Okay, gone ở đây nó là verbal, nó function as an adjective. Very good, Kelly Lee. So cái main verb is là động từ to be. Còn gone nó là verbal. Verbal nghĩa là động từ giả đứng trong câu, nó không phải là động từ. Mà participle. Nó là past participle phải không? Go, went, gone. Cột thứ ba mình gọi là participle, đồng ý không nào? Phải không? Right? Phải không? Yes, thành ra cái gone, he is gone ở đây nó là tính từ. Tại nó là participle thì participle mình học trong cái bài verbal, participle nó chỉ đóng một vai trò thôi là tính từ. Phải không? Thành ra đúng, tính từ thường thường nó đi theo cái động từ to be. Right? Thế chị hiểu điều này rồi phải không? Phải không Bèo? Chắc Bèo cũng biết mà tại thử chữ mi phải không? Hả? Thôi chữ mi nói có sai không phải không? Right? Không có được thử thầy cô nha. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, ok? Không được thử nha. Rồi, cái câu thứ hai. He has gone. Cái này nghĩa là gì? Cái gone ở đây mới đúng là động từ. Ok? Mới thật sự là động từ. Còn cái has đây đây nó chỉ là trợ động từ. Cả hai đều có nghĩa là ông ta đi khỏi rồi. No, ông ta mới vừa đi. Ở đây là present tense mà chứ đâu có phải là quá khứ đâu mà đã. Ông ta mới vừa đi. Phải không các anh chị? Thành ra hai câu này nó bằng nhau, nó giống nhau, đồng đồng nghĩa với nhau. Okay. He is gone. Cũng có nghĩa là he has gone. Nói câu nào cũng được. Nhưng mà một cái đó nó là adjective, em còn một cái nó là verb. Nó đóng cái vai trò khác nhau. Phải không? Mình analyze nó khác nhau. Right. Ok rồi, any question? Dạ, một cái là động từ and một cái là tính từ. Dạ, cái này các anh chị đã học ở trong bài The Verbal rồi, động từ giả rồi, phải không? Ok, đó giờ dùng chữ till hay là until, ok? Bây giờ câu khác. He had walked 10 miles before he complained of sore feet. Feet. Ông ta đã đi bộ 10 dặm rồi trước khi mà ông ta phàn nàn về cái bàn chân của anh ta bị gì đó, bị sưng phải không? Bị sưng hay gì đó phải không? Bàn chân đau á, bàn chân ta bị đau á. Dạ, bàn chân đau á. Thì các anh chị thấy họ dùng chữ before and chữ till ở đây có nghĩa là để nhấn mạnh cái sự việc đó đã xong rồi. Ok, một trường hợp nữa để mình dùng cái thì này. Sao nhiều quá vậy nè? Yes, we still have almost 45 minutes left then. So I think we have enough time to finish this. You can sometimes think of the past perfect tense, like the present perfect tense, but instead of the time being now, the time is past. Nghĩa là cái thì này nó cũng tựa tựa giống như cái thì hiện tại,
hoàn thành, nó không có gì khác, khác cái chỗ cái thời gian mà thôi. Thời gian khi mà mình nói hiện tại thì nó đang xảy ra bây giờ, còn khi mình nói quá khứ thì nó đã xảy ra ở quá khứ, nó cũng tựa tựa vậy thôi. Có nghĩa là khi các anh chị nắm vững cái present tense thì các anh chị sẽ nắm vững cái past tense, một cái xảy ra ở hiện tại, cái xảy ra ở quá khứ. Thí dụ các anh chị nhớ cái chuyến xe lửa hồi nãy rồi, nhớ cái chuyến xe lửa hồi nãy. So imagine that you arrive at the station at 9:15 a.m. Nhớ chiếc xe lửa nãy đó. Chiếc xe lửa nó rời khỏi lúc 9 giờ mà mình tới lúc 15 giờ. I mean 9 giờ 15, phải không? So the station's master could say to you, "You are too late. The train has left." Đây là hiện tại, phải không các anh chị? Right. Khi mà mình tới chiếc xe lửa, mình tới trạm xe lửa, lúc 9 giờ 15 xe lửa chạy rồi, thì cái ông mà ở trạm xe lửa, ông sẽ nói là "You are too late. The train has left." Bạn trễ rồi, chiếc xe lửa mới vừa chạy chạy rồi. But later on, you will tell your friend, "We were too late. The train had left." Nghĩa là khi mà mình kể lại thì mình kể lại ở quá khứ, phải không? Mình buồn á, mình đi về nhà mình nói với bạn mình, "We were too late. The train had left." Anh chị thấy không? Một cái nói ngay lập tức ngay chỗ đó, còn một cái mình kể lại. Okay. Thành ra khi mà mình kể lại thì bắt buộc nó ở quá khứ, còn mình nói ngay tại chỗ thì nó ở hiện tại. Right. Chỉ có vậy thôi. Câu này nó nói gì vậy? Ok, next one. Một trường hợp nữa để dùng cái thì này. There are all the phrases that are commonly used with the past perfect, by the time and when mean before. Nãy tôi mới nhấn mạnh cái này rồi. By hay là by the time hay là when cũng có nghĩa là trước, before. Thí dụ, by 3:30, Carol had already gone home. Có nghĩa là cái cô Carol này cổ về nhà trước 3 giờ rưỡi, phải không các anh chị? Phải không? Có nghĩa là trước 3 giờ rưỡi cổ đã ở nhà rồi. Right? Cổ đã ở nhà rồi. Các anh chị phải dịch là trước nha, phải nhớ như vậy. Chứ không phải là cổ ở nhà đúng 3 giờ rưỡi. Ít khi nào mà mình nói at 3:30 lắm, ít khi nào lắm. Okay. Ít khi nào lắm. Ví dụ như là mình nói mình đi làm 8 giờ, có bao giờ mình tới sở đúng 8 giờ không các anh chị? Không bao giờ. Phải không? Ít khi nào mình tới sở vừa đúng 8 giờ hết trơn. Thường thường mình tới sở by trước không à. Okay. I come to work by 8 o'clock. On time hay là in time? Thường thường các anh chị tới sở on time hay là in time? Huh? Đừng chọc cái on time với lại in time với chúng đi nha. Okay. In time. Có nhớ cái vòng tròn không? Hả? Yeah, biết thế nào Bell cũng hỏi mà. Tại you are the newcoming, phải không? Biết thế nào Bell cũng hỏi mà. Quên rồi hả? Vẽ cái vòng tròn đi là biết liền ha. Anh chị nhớ cái vòng tròn magic không? Magic circle không? Có ai không biết vẽ vòng tròn không?
Có ai không biết vẽ vòng tròn không? Cái vòng tròn này rất là hay, gọi là magic circle. Rồi vẽ vòng tròn đi, không biết thì làm theo Tiểu My nha. Ok, vẽ vòng tròn đi. Vẽ rồi chưa? Vẽ xong đi. Wow. Vòng tròn đâu sẵn vậy? Đến chập rồi. Bây giờ nha, ở phía trong cái vòng tròn đó, ok, để chữ in tùm lum hết trơn đi, không được ra khỏi vòng tròn nha. Ở phía trong nha, ok, ở phía trong nha, vẽ vòng tròn ở phía trong vòng tròn để chữ in, ok, thấy chưa? Để chữ in tùm lum hết trơn trong trong cái vòng tròn nha. Rồi ở trên cái đường chu vi của cái vòng tròn đó, ok, để chữ on, ok, chữ in ở trong vòng tròn để chữ in. Tại vì mình đang nói gì, in time hay là on time đó các anh chị, để coi mình nên tới sở in time hay là on time nha. Mình đang nói gì, in với on mà. In time. Rồi chưa? Cái vòng tròn này sẽ cho mình biết mình nên tới lúc in time hay là on time nha. Rồi, ở phía ngoài cái vòng tròn. Ok. Ở phía ngoài cái vòng tròn, ở trên cái vòng tròn, ở trong cái vòng tròn mình để chữ at. Nghĩa là chữ at tùm lum hết trơn á. Chữ at vừa ở trong, vừa ở trên, vừa ở ngoài luôn. Rồi chưa? Rồi chưa? Nói lại hả? Kệ, các anh chị muốn muốn gì được đó. Đối với Tiểu My, các anh chị muốn gì được đó. Giờ nói lại nè. Ok, nói lại nè. Vẽ vòng tròn. Ok, vẽ vòng tròn đi. Tại vì có 3 tiếng á, các anh chị muốn hành hạ Tiểu My cách nào cũng được. Trong vòng 3 tiếng là xong. Ok, muốn hành hạ kiểu nào cũng được hết trơn á. Ok, bởi vì biết không, nhiều khi mình đi làm á, mình nản á, không nản quá trời đất ơi, lâu quá 8 tiếng đồng hồ, mình đừng có nghĩ như vậy làm cho mình nản. Mình cứ nghĩ kệ đi, mà sếp bả muốn sai mình làm gì sai cho đã đi, miễn tôi làm tới hết giờ về thôi ăn lương là được rồi, phải không? Mình nghĩ như vậy mình làm mình đỡ ngán, phải không? Các anh chị có 3 tiếng đồng hồ hành hạ Tiểu My. Muốn gì được đó. Bây giờ vẽ lại nè, vẽ vẽ vòng tròn lại nè. Ok, vẽ vòng tròn lại nè, nói lại từ đầu nè. Ok, vẽ vòng tròn đi. Draw a circle. Bring the in in the circle. Viết cái chữ, viết chữ in ở trong cái vòng tròn đi, viết nhiều chữ in càng nhiều càng tốt, trong cái vòng tròn viết chữ in. Rồi chưa? Được chưa? Rồi ở trên cái đường chu vi của cái vòng tròn viết chữ on, trên cái đường chu vi cái vòng tròn viết chữ on. Rồi chưa? Rồi rồi ở trong cái vòng tròn, ở trên cái vòng tròn, ở ngoài cái vòng tròn viết chữ at, nghĩa là chữ at everywhere, vừa ở trong vừa ở trên vừa ở ngoài luôn. Ok, viết chữ at. Được chưa? Rồi bây giờ mình coi mình nên tới sở in time hay là on time nha. Ok, cái đường chu vi là một cái đường, theo như mình học toán học, cái gì tạo thành một cái đường các anh chị? Nhiều điểm tạo thành một cái đường thẳng, đồng ý không nào? Hay đường cong gì không cần biết, nhiều điểm phải không? Có nghĩa là nhiều cái dấu chấm, right? Có nghĩa là nhiều dấu chấm. Ok, nhiều dấu chấm mình viết khít khít với nhau mới thành một cái đường, phải không? Right? I mean nhiều dấu chấm, đồng ý không nào? Thành ra dấu chấm là một điểm, đồng ý không nào?
là tập hợp điểm, right? Hay là thí dụ như là mình bắt đầu làm việc lúc 8 giờ thì có phải 8 là một cái dấu chấm không? Đồng ý không nào? Phải không? Thấy không? Mình đâu có nói mình làm việc lúc 8, 9, 10 giờ, mình chỉ chọn một thôi. Phải không? Hoặc là làm việc lúc 8 giờ, hoặc là làm việc lúc 9 giờ. Thành ra cái dấu 8, cái số 8 nó có phải là một điểm không? Ví dụ 9 giờ cũng là một điểm, phải không? Thành ra số 8 đó mình đặt ở trên cái đường chu vi vòng tròn, đúng không nào? Chị đồng ý không nào? Phải không? Rồi, chịu rồi. Rồi, thành ra bây giờ cái số 8 nó dây quanh, nó là cái chu vi của cái vòng tròn, có phải nó dây quanh cái chính giữa không? Cái những cái nó bao bọc cái chính giữa phải không? Thành ra cái chính giữa nó sẽ là mấy giờ? Nó có thể nó là 7 giờ, có thể là 6 giờ. Cái ở phía trong cái vòng tròn, I'm sorry, ở phía trong cái vòng tròn á, có thể nó là 5 giờ, có thể là 7 giờ 15, 6 giờ 15, 4 giờ 15, nghĩa là nó không được đi ra khỏi 8 giờ. Tại vì nó bị 8 giờ bao quanh nó mà. Đồng ý không nè? Phải không các anh chị? Say yes đi. Đồng ý không nè? Right? Thành ra nó không có thể nào qua khỏi cái 8. Phải không? Thành ra không qua khỏi cái 8 thì có thể là 1 giờ, có thể 2 giờ, có thể 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 5, 9, 7 giờ rưỡi. Phải không? Right? Rồi. Tới đây là ra đáp số rồi. Thì các anh chị nên đi làm in time hay là on time? Ra đáp số rồi đó, trả lời đi. Nên đi làm in time hay là on time? Yeah, dĩ nhiên là in time rồi. Ok. Nếu mà các anh chị đi làm đúng 8 giờ là các anh chị phải tính đi làm in time hay là on time? Phải in time chứ. Tại vì các anh chị phải trừ hao. Các anh chị phải tới sở. In time có nghĩa là before 8 giờ. Tại vì nếu mà mình không trừ hao rủi mình đi, mình bị bể bánh xe làm sao? Ví dụ gì từ nhà tới sở 1 tiếng đồng hồ, phải không? Các anh chị phải nghĩ mình tới sở lúc 7 giờ rưỡi hay 7 à, mình phải tính ví dụ từ nhà tới sở 1 tiếng, 8 giờ làm việc thì các anh chị phải đi khoảng 6 giờ rưỡi, nghĩa là từ nhà tới sở 1 tiếng đồng hồ, phải không? Thì mình phải đi 6 giờ rưỡi chứ mình, các anh chị đâu có đi 7 giờ được. Tại vì các anh chị tính đúng 1 tiếng tới sở, rủi nửa đường bể bánh xe rồi làm sao, hay là kẹt xe rồi làm sao, hay bị đèn xanh đèn đỏ rồi làm sao, đồng ý không nè? Phải không? Thành ra dĩ nhiên các anh chị phải đi 6 rưỡi chứ đâu có đi 7 giờ được, trừ hao mà. Thành ra khi mà mình đi 6 rưỡi thì mình tới sở nó sớm rồi. Ok, right? Thành ra nói tóm lại, các anh chị nên đi làm in time hay là on time? In time không? Nên tới sở in time hay là on time? Yeah, in time. Đó là cách chứng minh, các anh chị cứ nhớ cái vòng tròn. Bây giờ qua chữ at nè. Cũng là cái vòng tròn. Ok. Cũng là cái vòng tròn. Bây giờ người mẹ hỏi người con đang trong trường. Cái người mẹ hỏi người con, "Where are you, boy?" Thì đố các anh chị, người con trả lời làm sao? Nếu mà nó đang ngồi trong lớp thì nó trả lời làm sao? I'm on school hay là I'm at school hay là I am in school? Hả? Nếu mà người con đang ngồi trong lớp thì nó trả lời làm sao? Yeah, I am in school. Nó cũng có thể nó trả lời at school cũng được. Ok. At school chứ không phải at class. In class chứ không phải at class. Nó có thể nó trả lời I'm at school cũng được hay là I'm in school cũng được. Nhưng mà nó nên trả lời in school cho người mẹ nó an tâm hơn.
Đồng ý không nè các anh chị? In là nó ở hẳn ở trong trường, còn chữ at là nó có thể nó đang đứng ở ngoài trường, nó cũng gọi là at school, phải không? Nhưng mà mình nên trả lời là in school cho mẹ mình an tâm hơn. Ok. Còn mình at có thể là mình đang đứng ở ngoài trường, tại cái vòng tròn mà chữ at nó dựa trong dựa cho ở ở ở ngay cái đường à, nó dựa ở ngoài luôn, phải không? Right. Còn thí dụ như là người mẹ hỏi người con chứ, where do you want I pick you up? Con muốn mẹ rước con ở đâu? Con muốn mẹ rước con ở đâu? Thì người con nên trả lời là oh, pick me up in school hay là pick me up at school. Không có nói là pick me up on school rồi. Yeah. Mình nên trả lời là pick me up at school. Tại làm sao? Là tại vì khi mà ai rước mình nên đứng ở trên cái đường Chu Di, có nghĩa là mình nên đứng ở ngay cái cổng, hoặc là mình nên đứng ở ngoài, phía ngoài chút xíu cũng được. Thế đồng ý hôm nay, tại chữ at nó everywhere, nó có thể vừa in school, nó có thể vừa nó có thể vừa ở phía trong, nó có thể vừa ở phía ngoài, mình có thể đứng ở trong, mình có thể đứng ngay cái cổng trường là cái đường Chu Di, mình có thể đứng ở ngoài cái cổng trường. Đấy. Thành ra khi mà mẹ mình rước mình nên ra ngoài mình đứng đợi nó đỡ hơn mẹ mình phải tắt máy xe rồi đi vô rồi rước mình, phải không? Đồng ý không nè? Thành ra cái chữ app đó mình dùng nó đúng hơn. Ok. Right. Ok. Khi mà cái bề mặt có cái bề mặt đó thì mình nên dùng chữ on, còn có cái chiều sâu á, thì mình nên dùng chữ in. Bây giờ như vậy, ví dụ mình đi về nhà, mình đi đâu đi về nhà, mình thấy có một cái nốt nó gắn ở trên cái cửa, gắn ở trên cái cửa nói nói là không trả tôi tiền á, tôi sẽ giết bạn next time. Ok. Đấy. Thì cái note đó mình nói là on the door hay là in the door hả? Hay là at the door? Các anh chị, cái note đó nó sẽ là on the door hay là in the door hay là at the door? Yes. Mình phải nói là on the door. Phải không? Tại vì nếu mà mình nói in the door có nghĩa là mình phải đục cái lỗ. Mình phải đục cái lỗ của cái cửa, mình nối cái lỗ mình nhét tờ giấy vô, phải không các anh chị? Nếu mà các anh chị nói in the door là các anh chị phải đục cái lỗ nhét tờ giấy vô, right? Phải không? Mình phải tưởng tượng, phải không? Còn mình nói là at là sao? At là có thể cái tờ giấy nó nằm trong cái lỗ của cái cửa, hoặc là nó nằm ở ngoài, hoặc là nó nằm ở trong cái cửa, nó có cả ba vị trí cũng có thể đúng. Nhưng mà tại sao mình khi mà mình có cái choice, mình phải chọn cái the best choice. So the best choice is on. Không có ai nói there's a knot at the door hết trơn mà nó on the door. Các anh chị đồng ý không? Thành ra cái vòng tròn nó rất là hay. Thế cái vòng tròn nó rất là hay. On là nó có cái bề mặt. Thế còn in là nó có cái chiều sâu. Right? Còn at là nó everywhere. Okay. Rồi, nhớ cái vòng tròn tới già nha. Any question? Yeah, cái này là tự động Tiểu My nghĩ ra đó. Ok, Tiểu My suy nghĩ ra đó. Học nhiều khi mình phải kiếm cái cách nào cho riêng mình để mình nhớ tới già, biết không? Nhớ tới già. Ok rồi, thành ra nói tóm lại, các anh chị biết mình đi làm nên in time hay là on time, ok? Nhớ nha, in time hay là on time. Right? Không có ai nói at time hết trơn á, không có ai nói at time hết trơn á. At the time. Cái chữ at á với cái chữ on đó là ngay chốc. Các anh chị nhớ điều này nha, nhưng mà at chữ on nó thường thường dùng cho cái placement. Cái vị trí.
Còn chữ at thì thường thường dùng cho cái time, timing á, là dùng cho cái thời thời điểm, ok? Dạ, cho cái thời điểm, cái chữ on là đúng ngay chốc thì dùng cho cái vị trí. Ok nào, tiếp tục. Mình hold on. Cái này là cái này gọi là gì, cái anh chị preposition, right? Mình sẽ học cặn kẽ hơn, chi tiết hơn ở trong cái bài preposition, giới từ. Giờ mình ngồi đây là mình không có xong cái bài này hôm nay. Ok, các anh chị ráng cho xong cái bài Past Perfect hôm nay nha. Ok, thành ra nói lại một trường hợp nữa để mình dùng cái thì này, cái okay, Past Perfect. Thường thường chữ by đấy với chữ when đó có nghĩa là trước. Nãy thì mình cho mấy cái ví dụ rồi. By 3:30 có nghĩa là trước 3 giờ rưỡi Carol nó đã ở nhà rồi. Các anh chị thấy cái chữ already là đã rồi, thành ra cái này bắt buộc phải mình phải dịch là trước. Còn nếu mà at 3:30 không có nói là already được, phải không? Mình nói chữ by nó đúng hơn là trước 3 giờ rưỡi. Thì câu này by the time Carol got home, Sam had already cooked dinner. Trước lúc mà Carol nó đi về nhà, trước trước lúc mà Carol nó về nhà đó, thì Sam nó đã nấu ăn tối rồi. Đúng không? Thành ra cái hành động mà Sam nó nấu ăn xảy ra trước cái hành động mà Carol nó về nhà, tới nhà. Là chữ when cũng có nghĩa là before luôn. Trong trường hợp này mình phải dịch là trước, okay? When Carol got home, Sam had already cooked dinner. Khi mà Carol nó tới nhà, nghĩa là trước khi mà Carol nó về nhà thì Sam nó đã nấu ăn tối rồi. By the time cũng vậy, cũng có nghĩa là before. By the time we arrived, he had left the house. Trước khi mà chúng tôi tới, ông ta đã rời nhà rồi. Nghĩa là ông ta rời nhà trước khi chúng tôi tới. Anh chị đồng ý không nào? Chứ đâu có nghĩa là ông ta rời nhà khi mà chúng ta tới. Hai cái sự việc nó xảy ra một lúc thì mình phải dùng chữ at. Còn này mình phải mình cái nghĩa nó là trước, okay? Trước khi, tại có cái chữ love hay love. Ok, ở đây có vài cái trường hợp mình dùng ở cái thể cái thì mà conditional sentences. Don't know why có cái icon đó. Nó là đóng ngoặc mở ngoặc chữ E đó. Mình sẽ có cái bài conditional verb later nha các anh chị, có một cái bài riêng để dùng cái điều kiện cách đó, cái câu điều kiện á. Yeah, chữ A chứ không phải chữ E. If I hadn't taken my keys from the drawer, I would able to get into my house. Đây là câu điều kiện. Nếu mà tôi đã không có lấy cái chìa khóa từ cái tủ á, thì tôi đã không có thể đi về vô nhà. Thành ra đây mình vô nhà được hay không các anh chị? Hả? Mình vô nhà được chưa? Mình đã vô nhà chưa? Vô rồi. Vô rồi. Vô rồi mà, phải không? Coi kỹ lại nha. Nếu mà tôi không có lấy cái chìa khóa đó, tôi đã không lấy cái chìa khóa trong tủ đó, thì tôi đã không có thể vô nhà được. Có nghĩa là tôi đã lấy chìa khóa nên giờ tôi ngồi trong nhà nè. Nghĩa là tôi vô nhà rồi. Right?
Dạ vô rồi, phải không? Khi nào mình nói mấy câu này? Tại sao mình không nói mình vô nhà cho rồi đi? Bà đặt còn nói là nếu mà tôi không lấy cái chìa khóa tủ thì tôi không có vô nhà được. Khái gì vậy, phải không? Thành ra các anh chị thấy mình nói, thà mình nói một cái câu giản dị nó hơn là mình nói một cái câu nó văn chương, nó điệu điệu như vậy mà rủi là không biết dùng dùng ngữ pháp, rồi người ta sai văn phạm, rồi mất công bị trừ điểm rớt nữa, rồi hối hận hối hận nữa. Khi nào mình nói mấy cái câu như vậy các anh chị hả? Khi nào mình nói mấy câu như vậy có nghĩa là mẹ mình gọi về á, make sure là mình vô nhà chưa, có lấy chìa khóa, rồi sáng đi học có lấy chìa khóa trong tủ không đó, nghĩa là câu điều kiện phải không? Có lấy chìa khóa trong tủ chưa, con có lấy chìa khóa trong tủ không? If I hadn't taken my key from the drawer, I would be able to get into my house, mom. Cái cự bả liền ấy không? Nếu mà con không lấy chìa khóa thì làm sao con vô nhà được? Right? Đây là câu điều kiện. Okay, chị mình không muốn nói nhiều về cái câu điều kiện ở đây làm cho các anh chị sẽ confused. Okay? Nghĩa là sometimes mình cũng dùng cái thì này ở trong cái câu điều kiện cách để thấy như vậy. Hay là nó cũng xảy ra ở trong cái report speech. Mình dịch là gì? Cái này mình dịch là gì? Report speech. Có nghĩa là mình kể lại á. Saying someone else said. Và thuật lại đó. Câu thuật lại đó. Thí dụ như cái này. Và câu tường thuật đó, nó cũng xảy ra ở trong cái câu tường thuật. Ok, thí dụ mình có and short. Được không ta? Không biết. Hy vọng. Ok, cô Anne. I was in the US 12 months ago. Thì nó sẽ lặp lại. And said she had been in the United States 12 months earlier. Anh đã các anh chị thấy khi mà cậu ta lặp lại thì cậu ta lặp lại ở cái thì past perfect, phải không các anh chị? Lặp lại ở cái thì past perfect. Yeah, thí dụ cô em cũng nói ở cái cô em cũng nói câu này. I have checked all the rooms. Thì câu cho sẽ lặp lại. Cũng ở cái thì past perfect luôn, right? And said she had checked all the rooms. Đây là câu cái câu tường thuật mình cũng sẽ học một cái bài về về cái loại này luôn. Okay. Thì tụi mình chỉ nói là nó xảy ra trong những cái trường hợp nào thôi. Right. Hay là trong cái câu active and passive. Giờ mà ngồi đây lặp lại nguyên một cái bài về conditional hay là về cái report speech, nó sẽ không có giờ. Mình sẽ có giờ cho khi khác. Charles had repaired many cars before he received his mechanic license. Đây là một câu active. Cho nó sửa nhiều chiếc xe trước khi là nó nhận cái bằng mechanic của nó, cái bằng của mấy ông chuyên viên sửa xe đó. Kỹ sư chưa phải là kỹ sư mechanic license, mới có license thôi.
Chưa phải là kỹ sư nha, chỉ là chỉ là gì tại gì 2 năm đó, license là và chứng nhận đó, kỹ sư là có bằng cấp đàng hoàng chứ không phải là license. Medical và kỹ thuật viên và kỹ thuật viên đó. Many cars have been repaired by Job before he received his mechanic license. Ở đây là passive. Các anh chị thấy hai cái câu này, mình nên nói cái active hơn là cái passive, okay? Chỉ khi nào trường hợp bắt buộc là để nhấn mạnh mình mới nói cái passive, okay? Kỹ nhất nha các anh chị, đừng có bao giờ nói cái passive. Tại sao không nói là chọn nó sửa nhiều chiếc xe hơn là mình nói nhiều chiếc xe được sửa bởi chọn? Các anh chị thấy không? Ngoại trừ trường hợp đó là mình không có biết cái người làm cái việc đó là ai thì mình mới dùng cái passive. Ví dụ như nói là he is injured at work. Ông ta bị thương ở trong chiến tranh. Ai làm ông ta bị thương vậy? Phải không các anh chị? Thành ra đây mình dùng cái passive được. Nếu không dùng cái passive mình không có biết nói cái active làm sao. Các anh chị đồng ý không nào? Right? Phải không các anh chị? Answer me please. Right? Ông ta bị thương ở trong chiến tranh. Ai làm ông ta bị thương vậy? Ai biết? Right? Nghĩa là trường hợp khi nào mình không biết cái chủ từ làm cái hành động đó là ai thì mình mới dùng cái passive. Okay? Còn mình biết cái chủ từ rồi mình dùng cái passive nó nghe rất là funny. Phải không các anh chị? Hai cái câu ở trên các anh chị thấy cái câu thứ hai không ai nói gì vậy hết trơn á. Ai sửa thì nói, cứ nói ra đại ai sửa. I painted. Cái câu này chỉ mình khoái lấy thí dụ cho các anh chị. I painted my house. My house is painted. By me. Anh chị thấy hai cái câu này. Tôi sơn cái nhà. Right? Tôi sơn cái nhà thì nói tôi sơn cái nhà cho rồi đi. Còn bài đọc nói cái nhà nó được sơn bởi tôi á. Trời. Khi mình nói passive mình phải sửa giọng như vậy đó. Phải không các anh chị? Right? Khi mình nói passive thì mình phải sửa giọng. Okay? Tôi sơn cái nhà đó đó. Nói active thì mạnh bạo lên biết không? Còn mình nói passive thì mình phải nói. Mới vừa nói khi nào dùng passive rồi kìa. Ok, thí dụ như mình nói là the road is clean this morning. Đó. Cái này giờ nói active đi, đi tả linh. Hả? Nói active cái câu này đi. Cái con đường thì được 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 clean up hồi sáng này. Giờ nói active đi, câu này nói không được phải không các anh chị? Câu này nói không được. Đâu có biết ai clean cái con đường đó đâu. Phải không? Nghĩa là khi nào mà mình không có biết cái người làm cái hành động đó thì mình nói cái passive. Chị nhớ điều này nha, chứ đừng hỏng. Chú có nhiều người chứng minh là mình học grammar rất là giỏi, ngữ pháp mình giỏi ngữ pháp lắm. Xong thay vì mình dùng active mình dùng passive cho người ta sợ. Phải không các anh chị? Đồng ý thôi nè. Phải không? Có nhiều người làm những cái đặt những cái câu so complicated. Tại sao không nói một câu giản dị dễ hiểu mà tại sao mình phải dùng những cái cho chi cho nó rắc rối? Make a big deal đó. Đó là make a big deal. Ok, rồi các anh chị hiểu rồi phải không?
Yeah, nên tránh dùng cái passive, ok, tránh càng nhiều càng tốt. Tại vì passive không phải dễ dùng đâu, ok, không phải dễ dùng. Ok, now, bây giờ các anh chị sẽ coi. The difference between simple past and past perfect khác nhau chỗ nào? Hai câu này khác nhau chỗ nào nha các anh chị? Câu này and câu này, hai câu này có khác hay không? Ý tụi mình nói như vậy, hai câu này nó có khác hay không? Khác không? He arrived at 2:30 and was told to wait in the VIP lounge. He arrived at 2:30. He had been told to wait in the VIP lounge. Giống nhau hả? Khác hả? Khác. 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 Yeah, đa số thắng thiểu số. Thành ra Võ Thảo, you lose. Võ Thảo thua rồi. Võ Thảo thua rồi. Anh Hùng Eltino là gamble, không chơi với Hùng. Ok. Không chơi với Hùng. Ok, cái câu này có nghĩa là ok, các anh chị đừng có pause như thế này, để cho coi hai câu cho nó rõ hơn. Cái câu đầu, he arrived at 2:30, chấm dứt ngay chỗ đó, stop. Ông ta tới lúc 2 giờ rưỡi, đồng ý không nào? Chấm dứt ngay chỗ đó, right. Và ông ta had been, ok, had been, có nghĩa là cái hành động. Cái past perfect chỗ nào thì cái hành động đó sẽ xảy ra trước, các anh chị nhớ không? Các anh chị nhớ không? Mình, trong bài mình nói rồi, cái PP nó xảy ra chỗ, nó xảy ra ở trong cái mệnh đề nào thì cái mệnh đề đó xảy ra trước. Có nghĩa là cái câu đầu tiên, ông ta đã được nói trước 2 giờ rưỡi rằng ông ta phải đợi ở sẽ đợi ở trong cái VIP lounge. Nghĩa là cái phòng tiếp khách cho VIP. Nghĩa là trước khi ông ta tới 2 giờ rưỡi, ông ta có ai nói cho ông ta rồi, ông ta sẽ đợi, khi mà ông ta tới ông ta sẽ đợi ở cái phòng VIP. Còn câu thứ hai, cái hành động ông ta tới rồi mới được nói vô đợi trong cái phòng đó. Câu thứ hai, nghĩa là câu thứ hai hai hành động xảy ra cùng một lúc, thấy không các anh chị? Câu trước đó cái nghĩa là cái câu câu đầu tiên á thì nó có cái PP ở trong đó, nhưng mà cái câu thứ hai cả hai đều là past tense hết trơn, ok, cả hai đều là past tense. Thành ra khi mà mình dùng cái past tense cho cả hai mệnh đề có nghĩa là chỉ hai hành động nó gần như là xảy ra cùng một lúc, nó gần như, mặc dầu mình tưởng tượng được cái hành động đó ông ta tới nó xảy ra trước cái hành động mà ông ta được nói đi vô trong cái phòng đó đợi đi, mặc dầu nó xảy ra trước nhưng mà chỉ xảy ra trước trong tích tắc mà thôi, phải không? Ông ta vừa tới là ông ta được nói là vô phòng đó liền, right. Thành ra khi mà hai cái hành động mà nó gần như là xảy ra cùng một lúc, mặc dù mình tưởng tượng, mình dĩ nhiên có một hành động nó xảy ra trước rồi, nhưng mà nó gần như xảy ra cùng một lúc, thì mình dùng cái thì simple past only. Thế, còn hai hành động nó có khoảng thời gian separate ra, khoảng thời gian cách biệt xa ra, thế,
thì mình sẽ dùng một cái là past và một cái là past perfect. Chị hiểu điều này rồi phải không? Cũng như câu này, cũng như câu này. When he called her a liar, she smacked his face. Khi mà cậu ta gọi cô ta là con nhỏ nó láo, cô ta giả vô mặt cậu ta, phải không các anh chị? Thành ra hai cái hành động, mặc dầu cậu ta gọi trước rồi cậu ta mới bị đánh vô mặt, phải không, nhưng mà gần như là nó xảy ra cùng một lúc, vừa nói xong là bị giả vô mặt. Không, cái này kêu bằng kẻ tám lượng người nửa phân gì đó, không biết nữa, không ai vừa hết trơn. Gần như xảy ra cùng một lúc. Đã, các anh chị thấy họ dùng cái thì past tense, right? Họ dùng thì past tense mà thôi. Okay. And cái này, nhưng mà không biết tại người Mỹ họ dốt hay là tại họ nói cho nó lẹ. You may find that people, especially native speaker, don't use the past perfect very often. Bây giờ họ không có thèm dùng cái thì past perfect để phân biệt được cái hành động nào xảy ra trước, cái hành động nào xảy ra sau. Họ chỉ dùng cái past tense, simple past only. Ví dụ câu này, okay. Ví dụ câu này. After I washed my car, I went to Philip. Nghĩa là cái hành động wash cái car trước, rồi mới tới cái hành động đổ đầy xăng. Philip là đổ đầy bình xăng. Okay. Thành ra người ta không không có nói là after I washed my car, after I had washed my car. Nếu nói đúng văn phạm là như vậy, phải không các anh chị? After I had washed my car, I went to Philip. Right? Họ chỉ dùng cái thì past tense thôi. Họ không biết là họ làm biếng hay là họ học chưa chới, không biết. Okay. Giờ họ không có dùng cái thì PP nữa. PP chỉ có trong văn kiện, giấy tờ trường học mà thôi. Thành ra mình học để mình biết, đừng có bắt lỗi người ta. Ồ, cái người đó nói thuộc bộ, người đó nói không nghe hay gì hết trơn, nói không có văn phạm gì không có hết trơn á, khái như vậy, nói không có ra dễ educate chút nào hết trơn á. Đừng chê người ta như vậy, ok? Nhiều khi nói như vậy nhưng mà muốn muốn biết người ta có học hay không, kêu người ta viết xuống là biết liền. Đặc biệt các anh chị học trong trường, khi mà viết bài thì phải cho viết cho đúng văn phạm, ok? Còn khi nói thì nói sao cũng được, ok? cho ăn cái tát tai. Ok, we lucky we just finish the lesson. Bài học tới đây chấm dứt vừa đúng lúc. Tuần tới mình sẽ làm bài tập, ok? Làm bài tập cho 7 thì luôn, right? So far mình học 7 rồi nha các anh chị. Tuần tới mình sẽ làm bài tập cho ngày thứ tư, ngày thứ hai và thứ ba mình sẽ học bài mới. Cái thì cuối cùng của past tense là past perfect continuous. Okay. Okay, any question? No. Bài học nó như vậy. Okay, các anh chị có câu hỏi gì nữa không? Nếu không có thì chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khác mỗi ngày mỗi đêm bình an vui vẻ. And gặp lại các anh chị ngày mai nha. Dạ, ngày mai mình cũng có lớp nha các anh chị. Ngày mai mình học cái khác. Ngày mai mình học basic English. Ok, sẵn thì tụi mình remind các anh chị luôn. Anh chị nhớ đọc, có đọc bài không? Đọc bài cho ngày mai không? Đọc 20 lần không? Cái bài gì quên rồi? Cái bài Arthur and Felix. Nhớ cái bài đó không? Nhớ nha, phải đọc 20 lần. Ok. Thì mình cho các anh chị một tuần rồi đó. Đọc chỗ nào hả?
Yeah, cái bài Order of and Felix. Ngày mới khi các anh chị vô, mình sẽ qua cái phần listening và writing. Phần nghe, hiểu, nghe phải hiểu và cái phần viết luôn. Ok, sẵn đây. Cái chữ nào á mà các anh chị, khi mà các anh chị đã đọc 20 lần rồi thì bây giờ các anh chị nhìn vô bài, chữ nào mà các anh chị không biết viết á, ví dụ chữ order nó khó quá, ok nó khó thì các anh chị phải viết chữ đó 20 lần, I mean 10 lần at least. Nhìn vô bài coi chữ nào mình không biết viết thì mình viết chữ đó 10 lần. Ok, ngày mai mình sẽ có cái phần viết chính tả đó. Ok, and that's it for today, and I'll see you tomorrow then. And gửi mail lại cho các ốp nha. Bye các anh chị.